那请一个同学帮我读一遍呐，啊，阿朱呐，七。水果、面包、啥都准备好了，我们还带什么？手机、电脑、地地图，图，地图一个也不能少。这些我昨天下午就准备好了，再多待。再多带几件衣服吧。我们是去旅游，不是搬家，还是少带一些吧。少带一些吧，阿花呢？再读一遍。水果、面包、夹豆准备好了，我们还带什么？手机、电脑、地图，一个也不能少。这些，这些我邮我件，昨天再读一遍。这昨些我昨天，天这些我邮件，下。下午就准备好了。再多，再读一遍，奶奶再会再呢再 double 做再 double 做的再多带，再多带几件衣服吧。我们是去旅游，不是搬家。还是少带一些吧。好，阿星呢？哼，读一遍。水果、面包、茶都准备好了。我们还带什么？手机、电脑、地图，一个也不能少。这些我昨天呢，下雨下就午，准备好。再读一遍。下午，下午就准备好了。再多带几几件？件衣服吧。我们是去旅游，不是搬家，还是少带还是。还还是还是少带一些吧。少带一些吧，别的同学呢？阿娥呢？平安。水果、面包、茶都准备好了，我们还带什么？手机、电脑、地图，一个也不能少。这是我昨天下午就准备好了，再多带几件衣服吧。我们是去旅游，不是搬家，还是少能，少带还是少带一些，带一下吧。少带一些吧。别的同学呢？阿笑，再读一遍。笑不在呀、啊？那别的同学呢？阿姨呢？那火团那个，对，再读一遍嘞，水果。水果、面包、茶，都准备好了。我们还带什么？带什么？手机、电脑、地图，一个也不能不能少。少。这些，我昨我昨天。天下午就准备好了，再多带几几件件？衣服吧。我们是去旅游，不是不是搬搬家，家，还是少带一下吧。还是少带一些吧。帮我翻译一遍呢，阿和翻译，翻译是什么呢？字呢？翻译一下。准备的助理，花管，
bánh bao, bánh mì, bánh bao, bánh mì, không phải bánh mì, trà, đều chuẩn bị, rồi. Tôi thì xong đấy, cái từ chuẩn bị hảo nên đợi, dịch là chuẩn bị xong rồi. Đều chuẩn bị xong rồi. Chúng ta có phải mang thêm gì? Còn cần mang thêm gì là, nữa không? Còn phải mang theo gì nữa không? Sổ chi, điện thoại, điện thoại, máy tính, bản đồ. Vậy. Ý cơ nhập lượng sổ là sao? Ý là còn vẫn ít quá. Ý cưa, sảo, sảo bình thường là tính từ mang nghĩa là ít, nhưng trong trường hợp này sảo có ý phát đi chấm gì thiếu nhé các bạn nhé. À, sảo có thể dịch là thiếu. Thiếu. Vậy chỗ này phải hiểu như thế nào? Tức là người ta liệt kê ba cái thứ này, sau đó nói là ý cưa giải cũng đứng sảo, tức là một cái cũng không thể thiếu được. Đấy, tức là gì ạ? Tâu giao tai chưa xia đúng không? Đều phải mang theo hết những cái này đi. Đấy, hiểu chưa? Nhá, ý câu này là như vậy. Một cái cũng không thể thiếu được. Những cái đồ này, những cái đồ này là cái gì? Là ba cái này đây này, là ba cái bạn em vừa liệt kê bên trên đây này. Chưa xia ở đây là để chỉ ba cái này. Như vậy là gì? Những cái đồ những cái này, đồ thì... này những cái đồ này thì là chiều hôm qua bạn đã chuẩn bị xong rồi. Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ có không phải chai là cái gì ạ? Chai bình thường thể hiện là cái gì? Lại làm gì lại đúng không? Ngoài nghĩa là làm gì lại ra chai còn thể hiện là gì? Làm gì thêm nữa? Được chưa? Làm gì thêm nữa? Như vậy đây là gì? Chai cần, tua tay nên hiểu là gì? Mang thêm mấy bộ quần áo nữa. Đúng rồi. Mang thêm mấy bộ quần áo nữa. Của chúng ta chúng ta đi du lịch chứ không phải là chuyển nhà. Nên là cũng không cần phải mang như thế. Chúng ta đừng dịch nó bị kiểu thoát quá, nó đúng từ mà dịch thôi. Hái sư là gì? Hay là sảo, sảo là cái gì ạ? Sảo là ít. Sảo thì lại dịch là ít, tai là mang theo. Vậy anh ấy đưa ra lời khuyên là gì? Hay là mang ít một chút đi, có hiểu không? Đấy nhá. Rồi ok, chúng mình đi du lịch chứ không phải là để chuyển nhà đâu, hay là gì? Mang theo một ít thôi, hiểu ý chưa? Rồi chai Fanny VPN nào, dịch lại cho cô lần nữa xem nào. Đấy, như vậy các bạn sẽ thấy là gì? Các bạn đọc được chữ Hán là một phần nhá. Cái việc là đọc được chữ Hán bây giờ đã là được rồi đúng không? Nhưng ngoài việc đọc ra làm sao, các bạn bây giờ phải dịch để hiểu cơ. Đấy, có nhiên rất nhiều bạn đọc rất tốt nhưng mà không hiểu nó đang nói cái gì luôn. Đấy, nên là cái khả năng dịch của các bạn cảm thấy là gì? Các bạn sẽ thấy là khả năng dịch của mình cực kỳ kém luôn. Nên là phải luyện nhá, luyện cái kỹ năng dịch. Cái dịch cuối cùng và hiểu nghĩa cuối cùng đấy mới là gì ạ? Đấy mới là cái kết quả cuối cùng chúng ta cần đạt được nữa, đúng không? Nhá. Nhiều khi đọc được nhưng mà không dịch được, không hiểu nghĩa thì cũng không được, hoặc là dịch sai cũng không được, để bắt buộc phải dịch đúng, đúng không? Các bạn dịch lại cho cô xem nào. Xin mời sấy nào. Thiêm, chai Fanny đi em dịch lại lần nữa cho cô nào, dịch làm sao cho nó xuôi. Hoa quả, bánh mì, trà đều chuẩn bị xong hết rồi. Chúng ta còn gì không? Điện thoại, máy tính, bản đồ, một thứ cũng không thể thiếu. Những thứ này chiều hôm qua tôi đều chuẩn bị xong hết rồi. Mang thêm mấy bộ quần áo nữa. Chúng ta đi du lịch chứ không phải chuyển nhà. Hay là mang một gì? Hay là mang một chút mang ít thôi. Nhá, cái từ sáu tay mang ít thôi. Một chút thôi đúng không? Mang ít một chút thôi, hiểu chưa? Rồi, ok. Thì đấy là nội dung của bài khóa số 4 nhá. Tiếp theo nào, mình khai sát chua dê ạ. Chua dê, bài tập về nhà các bạn. Ghi phải tâu xuế cua lơ nhá. Ngữ pháp là chúng ta đã đều làm hết rồi đấy. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem phần là bài tập ạ. Trước khi làm phần bài tập này, các bạn cùng xem cho cô cái phần này. Có cái cụm, cái phần đó là đọc to các cụm từ và các câu dưới đây đấy. Cái phần này là dạng bài này là như nào? Cái này thì không phải là bài tập, nhưng mà làm gì, nó giúp chúng ta mở rộng từ. Ví dụ đối với từ tả xoan thì mình có thể kết hợp với những cái gì, đúng không? Đấy, đây là cái cách mà để người ta gọi là giúp chúng ta mở rộng từ nhá. Bây giờ các bạn sẽ đọc và dịch cho cô các cụm này xem nào. Ti nào, tả xoan đúng không? Ashley nào. Tả xoan chi san khơ, tả xoan cho sơ mơ. Fanny nhá, đọc xong cụm nào thì các bạn dịch luôn cho cô cụm đấy luôn đi ạ. Tả xoan chi san khơ, dự định đi hát. Rồi. Tà son cho summer. Dự định làm cái gì? Rồi. Mỹ dầu tà son. Không có dự định không có gì hết. Dạ.
Chứ 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 y chữ xòe cho ye viết suốt à, cứ viết bài, à, cứ viết bài tập suốt hay là cứ làm bài tập suốt bài tập đúng không? Y chữ à, y chữ sân binh à, y chữ sân binh cứ cứ bệnh suốt à, cứ ốm suốt cứ bệnh suốt rồi y chữ à, y chữ vũ cao xin à, không có vui à, cứ không vui mãi đúng không hay là cứ vui không suốt? Vui mãi hả? Nì trầm mơ y chữ quả ra. Bạn tại sao mà cứ chơi suốt? À rồi ok, được chưa? Dạ. Tiếp bạn khác nhá. À, á Húng nào, dòng số 3, cháu Chí đúng không? Ừ, cháu Chí. Cháu Chí, hẳn cháu Chí. Ờ, cụ cháu Chí, bía cháu Chí. Nì trầm mơ y điển, dạy tha cháu Chí á. Ừ, xin phát đi xa. Dạy bù cháu Chí, phát đi đã. Ừ. Chí nào việc gấp phải không cô? Ừ, cháu chí là lo lắng này đúng không? Hoặc là gấp gáp này, tùy chúng ta vào ngữ cảnh dịch đúng không? Rất là lo lắng, rất là vội vàng, rất là gấp gáp. Ừ, thế pu cháu chí thì là gì ạ? Ờ, không vội vàng. Ừ, không lo lắng. Ừ, si thì là cái gì đây? Pía. Đừng lo lắng. À, đừng lo lắng. Ờ, bạn một chút cũng không lo lắng à? À, tại sao đúng không? Một chút bạn cũng không lo lắng vậy đúng không nhá. Họ cân nào, xin mời bạn khác ạ. À, xin mời Phương Hoa nào cân. Vâng, xin chào cô. Cân sầu xéo cẩu quá ra. Ừ, là cùng với chó đi chơi ạ. Ừ, dắt chó đi dạo, dắt chó đi dạo. Ừ, à, cân bạn yêu truy mày tung xì ạ. Ừ. Cùng bạn đi mua đồ ạ. Ừ. À, bia khăn tha lụy xính ạ. Ừ. À, đừng đi du lịch với anh ta đúng không? Du lịch với anh ta ạ. Vâng. Nỉ nóng khăn của y thị truy ma, bạn có thể đi cùng với tôi không? Ừ. Họ được chưa? Tiếp nào, tay xin mời một bạn nhé. À, xin nào Hưng. À, ông cô là tai đi thú mang bản đồ. Tai tai fan là mang cơm. Mấy tai chua dê là không mang bài tập. Hai xưa sáu tai y sẹo. Hai xưa sáu tai y sẹo ba là hay là mang một ít thôi. Ừ, ít xưa được đọc ít xưa nhá. Hai xưa sáu tai y sẹo ba. À, ý chưa? Vâng. Ừ, được chưa? Rồi, ok. Đấy. Hưng này phải để ý thanh điệu nhé. Có thể thanh điệu đọc mà chưa được tốt lắm đâu. Ừ, nhưng không sao. Luyện dần nó sẽ quen. Nha. Rồi, uống khai xa chua dê nào. Ti, ti, chẩm chua này. Xin mời bạn ai ý nào Ngân. Ừ, ti, chứ chẩm không? Ủa xỉa quán chua dê lơ ma. À, ní. Ní xỉa quán chua dê. Chua dê lơ ma. À, rồi, như vậy của bên thén chua dê đúng không? Xem ý sự nhỉ? Ờ... Bạn viết xong bài tập chưa? Ừ. Rồi, ok. Tiếp theo nào. Thiêm. Yeah, sang cơ châu mua của mình truy bằng nhiều trà quán. Lơ. Ừ. Họ, xem ý sự. Tuần... Cuối tuần, châu mua là cuối tuần. Cuối tuần. Cuối tuần trước. Chúng tôi đi đến nhà bạn chơi. Ừ, họ tiếp nào, Ti San ạ, xin mời sấy nào, á ứa. Á ứa thính chen mà. Sư hoảng luôn như hiểu có thí là. Rồi, biết tập thống chế nhá. Á khứa nào. Bía quán dấu si. Ừ. Bía quán dấu si là khoai truy xoay treo. Đừng có chơi game nữa, mau đi ngủ đi. Ừ, họ ti sư nào thì nhờ a xeo hiểu.
Bạn khác vậy nhá, biết thật thống xuyên nào chi? À chứ. Ta sơ hảo chính nghỉ. Chính ngủ. Chính ngủ sư phan, sư ý mấy tài chiến. Chứ bố sư sư ý, tam sư, tam sư. Tam sư, mấy tài chiến. Ừ, sả mấy ý sự? Là anh ấy nói rằng là mời tôi đến ăn cơm nhưng mà không mang theo tiền. Ờ, nhưng không mang theo tiền được chưa? Ồ, thằng này đáng đánh đúng không? Mời đi ăn cơm không theo tiền. Tiêu nào, ác sẽ. À, mến thêm của Giao San Khơ. Vũ nóng cân nì nợ nì nợ nì mân y thủy chi quán. Ừ, hảo, sẽ mi sự nhỉ. À, ngày mai tôi lên lớp tôi cái từ giao lên lớp phải tôi phải lên lớp hay tôi phải đi học? Tôi phải lên lớp. Ừ. Không thể cùng các bạn đi chơi. À rồi, được chưa? Đó, tiếp nào. Ti Liêu ạ, xin mời các bạn nhá. Sấy nào, cái xem. iPhone sư sấy nhỉ? iPhone sư sấy. Cái nick iPhone là bạn nào đấy? iPhone 2. Chắc là chị sao? Chị Hoàng. À, Hứa đúng không? Rồi, ok, chị Hoàng nào. Ti Liêu nhá. Nǐ shì shěnme shíhòu? Chấm ăn. Pan, à pan cha. Pan cha, pan cha, pan cha. Tôi uống chẩm mơ bu chư tao đấy. Chẩm mơ là gì? Làm sao mà tôi không biết à, sao tôi lại không biết thế đúng không? Ừ, thế này mới bảo là gì? Từ tháng nào đây? Sang cơ duê. Tháng sau. Đâu, bu chư. Tháng trước à? Được, từ tháng trước. Rồi, tháng trước nhá. Họ, đi chi nào? A ứa, a ứa. Nâng chua khoa mà. Dạ, what things? Ừ, thinh chan lơ đúng không? Rồi, bao ngủ chua ấy xa đi chi nào? Nǐ shì běi fàng rén ma? Bú shì, wǒ shì nán fàng rén. Ừ, wǒ shì nán fàng rén. Hǎo, dì bà nào? Ờ, dì cho em đã nào. Bạn có phải là người miền Bắc không? Không phải, tôi là người miền Nam. Ừ, hǎo, dì bà sàn. Khảo nán sư nỉ hiệu sớm mơ tả xoan của hai mấy chẳng hảo. Sau kỳ thi thì bạn có dự định gì? Tôi vẫn chưa nghĩ xong. Ừ, rồi, tôi vẫn chưa quyết định hoặc chưa nghĩ xong được. Thì chiều nào, A Hùng. Ni hao, wo yao mai yi chang di tu, chang huai qian. Chào bạn, tôi muốn mua một cái bản đồ 3 đồng. Ừ, 3 tệ đúng không? Đồng này là đồng tệ nhé. Mình hiểu đây là đồng tệ của Trung Quốc. Rồi, tí xíu nào. A Sinh, Hưng. Lầy lơ ba. Ừ, có đọc lầy. Không được đọc lầy nhé. Đọc là gì ạ? Lầy. Lầy. Lầy lơ ba. Lầy lơ ba. Chư địa. Thế ở đây có một đi lên nhé. Chư địa miền bao ba. Hảo. Nỉ. Nỉ dễ chư địa ba. Là có mệt không? Có mệt không? Ăn một tí bánh mì đi. Được. Bạn cũng ăn một chút đi. À, hảo, được chưa nhỉ? Rồi, xem tấm của Isa nhé, đợi cô một lát ạ.
好, tiếp nào, mình khai xa tí sang chua dê nhá, bài tập số 3. Chưa có chua dê nắm hả? Chưa có chua dê nắm không nắm? Phú Thái Nán đúng không? Rồi, ok. Nào, sang tẻ y nhá, 3.1 thử làm như con thế nào? Ai yến đâu Ngân? Ừ, chẳng có chua. Ai yến trai mà, Ngân có đấy không? Ờ, thế bạn khác thử làm như con thế nào? Em đọc mà. Ơi. Bên em vừa từ lên giờ đọc, em gần bật mic. Đấy, không bật mic này cũng không nghe thấy đâu. Ừ, rồi. Em đọc nhé. Y phu tâu xí hảo lơ ma. À, rồi. Wǒ yì diǎn yě měi xǐ. Nǐ shěnme shí hǒu xǐ? Wǒ dǎ xuān jīn tiān xiā wǒ xǐ. À, rồi, hẳn hảo, rất tốt đúng không? Các bạn có thể nói là y tiǎn cũng được này. Cô chữa ý chiān, có thể mà. Quần áo thì chúng có thể đi với lượng từ là chiān, đúng không? Ừ, rồi. Wǒ yì diǎn yě měi xǐ, hoặc là wǒ yì chiān yě měi xǐ. Rồi, đúng rồi, mấy xỉ này. Đúng không? Thế bạn này mới hỏi là nỉ sớm mất chứ hâu xỉ. Đúng rồi, như vậy chỗ này sẽ điền là tả xoan. Đấy chưa? Ừ, múa tả xoan, đúng không? Chín hiên xeo hâu xỉ. Đấy, cái bài này chúng ta sẽ vận dụng cái gì ạ? Vận dụng hết tất cả các từ mới và các điểm ngữ pháp nhá. À, cố gắng vận dụng các điểm ngữ pháp xuất hiện trong cái bài này để chúng ta sẽ điền được thôi. Đấy, trai túi ben nào, đọc lại cái đoạn này một lần cho cô nhá. A Sởi ạ. Y phu tô thì hào lơ ma của y tèn cũng mà chưa có làm xong. À, hoặc là dịch ngược lại đi thì sẽ xuôi hơn, ý là tôi chưa giặt một bộ nào cả, hay là tôi chưa giặt một chút nào cả nhá, thì sẽ dịch thì nó sẽ hay hơn ạ. À, đấy, tôi chưa dịch một chút. Tôi chưa giặt một chút nào. Tôi chưa giặt một bộ nào cả. Ừ. Khi nào thì bạn mới giặt. Đúng rồi. Tôi dự định là chiều ngày hôm nay. Hôm nay chiều buổi chiều sẽ giặt. À, đúng chưa? Tôi dự định là sẽ chiều buổi chiều ngày hôm nay sẽ giặt, đúng không? Đó, rồi, ok. Tiếp theo là PR Toan. À, bao ngủ chú ý viên nhé. Làm cho cô cái bài này thế nào. Son. Ừ. PR Toan chẳng có chua. Xéo cậu chẳng mơ mơ. Chẳng mơ mấy chữ phan. Ừ. Của tợ cậu sông pinh lơ. Ừ. Y tiện tung sĩ dễ bú chư. À, vậy rất tốt, y tiện tung chi dễ. Dễ mấy chữ hay dễ bú chư, dễ đúng không? Chư. Rồi, tiếp. Na. Na dễ bú nâng y chữ nỉ tợ cậu chi khan pinh ba. Bú chư, phải. Ừ, đến thì không được. Cái đoạn sau em đọc sai này. Nỉ tợ cậu chi y duyên cơ mà. Nỉ tợ cậu truy y yuan. Tức là ý là con chó của bạn đi đến bệnh viện. Vậy thì ở đây phải lùng là gì? Ý là dẫn hay là mang chứ, đúng không? Mang con chó của bạn hay dẫn con chó của bạn đi đến bệnh viện chứ. Vậy phải điền là cái gì? Na tai xéo cậu. À, đây, đúng rồi, na tai thôi đúng không? Điền từ tai thôi. Na tai nỉ tợ cậu truy yuan ba, đúng không? Thì mới trả lời là gì? Hả ba. À, rồi, Phương Hoa nào, trai túi bên nhá. Hoa đọc lại đoạn này cho cô này. Xéo cậu, xéo cậu, xéo cậu, xéo cậu, xéo cậu, mấy chữ phan, tơ cầu sân binh lơ, y tèn, rồi hoa đọc đi, hoa đọc đi, tơ cầu sân binh lơ, y tèn phan dễ bu chư, y tèn phan cũng được, hoặc y tèn tung si, đúng rồi, dễ mấy chư, dễ tung chư, na tay nỉ tợ cậu truy y yuan ba. Hảo ba. Hảo ba. Rồi, phát đi ý sao nào, dịch cho cô xem nào. Nó có dịch là tại sao mà chó của bạn không ăn gì vậy? Chó của tôi hình như là bị bệnh rồi. Một chút thức ăn cũng không cả. Một chút đồ cũng không ăn. Nó không ăn, dịch ngược lại nhưng nó không ăn một chút nào nó cả. Nó không ăn một chút nào cả. Vậy mang nó đến bệnh viện đi.
Được thôi. À, được chưa? Nhớ nhá, cái cấu trúc mà y sở mơ dễ u ấy, chúng ta nên dịch ngược lại thì nó sẽ thuận hơn, nó xuôi hơn, hiểu chưa? Nó hay hơn. Vâng. Tiếp nào, đi san toan ạ. À, mong ngủ chui cha, làm cho cô đoạn 3 xem nào, Thiêm. À, 我们休息一下在 chưa thì nó chung chung quá. Hai người này đang làm gì? Khan đi sao thú thiên này. Các bạn nhìn cái bức tranh này. À, hảo trang xin trai gọi là chuyển nhà đấy đúng không? Vậy chúng ta sẽ nói như nào? À, của mân siêu chi xa trai gì? Của mân siêu chi trai pan. À, trai pan đúng không? Ừ, trai pan pa thế thôi nhá. Đấy, thì anh này nói là gì? Mấy? Mấy quan si. Ừ, của y của y pan điện. Của y điện. Tôi một chút. Ở đây chúng ta nên điền như thế nào? Y tiến dễ phú lây. Ừ đúng rồi nhá. Ủa y tiến dễ phú lây đúng không? Thế sao anh này mới trả lời tiếp là gì ha? Là gì cô? Em chẳng nghĩ ra từ tiếng Việt. Vậy bạn làm tiếp đi à? Dịch hai cái câu đầu cho cô đã xem nào. Ờ chúng mình nghỉ một lúc. Mình nghỉ một lúc thì chuyển tiếp. Ờ rồi bạn rồi chuyển tiếp không... hay bê tiếp? Không sao. Tôi gì ạ? Tôi không thấy mệt chút nào. Ừ vậy thì sao? Vậy thì có thể nói là gì? Vậy tôi giúp bạn chuyển đúng không? Hay là gì? Ừ. Chứ đừng nói là thế thì bạn chuyển đi thì nghe nó buồn cười đúng không? Tao không mệt một chút được cả. Thế thôi mày làm đi thì nghe nó buồn cười. Ờ na ủa mân đúng không? Ừ, y chỉ na ủa y chỉ pan pa. Pan. Ừ na nó mới chỉ pan pa. Vậy thì chúng mình sẽ cùng nhau chuyển thì anh này mới bảo là gì? Hả? Đúng không? Hả? Đấy. Ừ nó sẽ hay hơn. Nói chuyện này nè, thôi thế thì mày chuyển đi thì nghe nó buồn cười. Hiểu chưa? Rồi, ok. Theo nào? Số 4 ạ. À, đã cùng. Chấm thư này. Khi làm cái câu đoạn cuối này thế nào? Chưa làm bài này. Ừ, hai mấy chua à? Sế? À, hứa nào chị Hà? Ừ, làm cho em đoạn này thế nào? Nỉ sớm mơ sớm hâu. Quấy cha. Ừ. Của hai mấy mải của hai mấy mày chi à. Chi máy hảo chi. Ở đây người ta cái bài này cái điểm ngữ pháp của nó là cũng kết quả hảo đúng không, cho nên nhấn mạnh kết quả vào hai mấy máy hảo. Ừ, đấy vẫn chưa mua được hai mấy máy hảo. Hay chi peo là lì chứ tao lì chứ tao chơi là mải peo mà chứ tao của cân lì của cân lì chỉ suy ba suy ba hai hảo luôn xin chào. À, rồi ok lại nhá. Rồi đọc lại đoạn này cho cô một lần nữa nào. A Sinh Hưng. À, em cô là nỉ sớm mơ xí hậu khỏe khỏe cha. Khỏe cha của... khỏe cha. Ừ. Khỏe cha à, của hai mấy. Hai mấy. Ừ. À, hai mấy mãi hảo phây chi bèo nơ nỉ chữ tạo trai nỏ. Đọc lại này. Nỉ chữ tạo trai nỏ mãi theo ma. À, nỉ chữ tao trai nó mãi theo ma. Ừ. À, chữ tao của cân nỉ y chỉ truy ba. Ừ. À, thay hảo lơ. Xia xia. À, xia xia, được chưa? Rồi, phát đi ý cha. Hương gì cho cô xem nào. Em cô là khi nào thì bạn về nhà? Ừ. Tôi vẫn chưa mua được vé máy bay. Bạn biết chỗ nào mua vé, bán vé không? Ừ. Biết tôi cùng với bạn đi mua đi. Ừ. Tốt quá rồi, cảm ơn. À, hảo, được chưa nhá. Đấy, đấy là cái đoạn này. Ok. Tiếp theo nào, chúng ta cùng xem ở trong sách bài tập nhá. À, sách bài tập này. Ừ, thấy các bạn có vẻ kêu khó à? Khó gì? Cái đấy mà. Ê, khó lắm cô ạ. Ừ, khó. Tại vì là cái phông chữ này, thứ nhất là cái phông chữ ở cái sách này nó cũng đã hơi khác với những cái phông chữ trước chúng ta học rồi đúng không? Nó lại nhỏ hơn nữa, nó lại nhỏ nữa. Thế nên là chúng ta cảm giác là nhìn nó tròn, nó chưa quen. Sau một thời gian nhìn quen rồi thấy nó bình thường nhá. À, không khó đâu, không khó đâu. Đấy. Rồi, nào, bây giờ sẽ cùng chữa này. Ti y sư nả của thú bên. Số 1 là bức tranh nào đã? Yep.
làm chưa? Ép. À, rồi nào, bây giờ cùng nghe nhá, chúng ta sẽ cùng nghe này. À, cái quan trọng là gì? Cái việc mà làm bài tập đúng ấy nó rất là dễ. Ở cái sang HK3 này này, chọn được đáp án đúng rất dễ. Nhiều khi chúng ta chỉ nghe được một từ thôi, các bạn vẫn chọn được đáp án đúng, đúng không? Vẫn chọn được bức tranh đúng. Nhưng cái quan trọng là gì đấy? Ở đây cô muốn là gì? Chúng ta phải nghe được hết tất cả những gì người ta nói và gì ạ? Phải dịch được nữa nhá. Đấy mới là điều quan trọng, chứ không phải là để chỉ mỗi nghe và chăm chăm chọn đáp án đâu. Đấy, thế nên là bởi vì cái mục đích chính của chúng ta sau này là gì ạ? Các bạn có chọn được đáp án đúng, các bạn được điểm cao nhưng mà ra ngoài các bạn vẫn không nghe hiểu được và vẫn không dịch được thì cũng coi như là không, đúng không? Đấy nên là cái mục đích cuối cùng của chúng ta phải là gì? Nghe hiểu được toàn bộ và làm sao dịch được toàn bộ những cái đấy thì đấy mới là cái cuối cùng chúng ta đạt đến nhá, chứ không phải chỉ có mỗi là nghe và chọn đáp án đâu. Đảm bảo các bạn học xong các bạn đi thi, nếu các bạn có đi thi mà nghe chọn đáp án đảm bảo vẫn là gì ạ? Gần như là 99% là các bạn sẽ đỗ nhá, không bao giờ trượt được cả. Thế nhưng mà quan trọng là nghe xong các bạn có dịch và có hiểu được người ta nói cái gì hay không, đấy mới là điều quan trọng. Đấy, và ở đây là cô sẽ hướng đến các bạn là gì? Phải nghe được hết toàn bộ và phải dịch được. Đấy, hiểu chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nhá, bắt đầu từ câu số 1 ạ. Nghe và sẽ nhắc lại đấy. À, nghe và sẽ nhắc lại cho cô nhá. Cô sẽ mời từng bạn một, tức là nghe, cô sẽ ví dụ cho các bạn nghe một câu, nó dừng lại, các bạn nhắc lại cái câu đấy cho cô và dịch cái câu đấy, hiểu chưa? Đấy, mong muốn là các bạn phải hiểu được nó cơ. Lesson 1. What's your plan for the weekend? 都没跟我一起看. Wait, 请问张经理在吗? 看过. 一. Rồi, xin mời nghe cho cô câu số 1 nhé. À, có hiểu cách làm không? Xin mời một bạn trước đã nào. Ai đây? À, Hồng nhá, Hồng nghe trước nào. Nghe và dịch cho cô lại nào. 你怎么又不高兴了? Đầu tiên anh ấy nói là gì? 你怎么又高兴了? Phải hiểu, 你怎么 gì ạ? Yêu. À đúng rồi. Yêu不高兴. Đây, ở đây các bạn có thể nhìn qua cái sắp nhé. Cô chia sẻ qua cái sắp cho các bạn xem này. Rồi, ok, nhìn chưa? Đầu tiên anh ấy nói là 你怎么又不高兴了? Nghĩa là sao ạ? Trông bạn có vẻ không được vui. Ờ, sao nhá, lý chẩn mơ là sao bạn lại không vui thế. Cái từ yêu ấy ạ, yêu là lại, có nhớ không? Ờ, đấy, lý chẩn mơ yêu của cao sinh là sao lại không vui thế. Tiếp này, nghỉ công chưa, y chứ mà. Thế chị này nói là gì ạ? Công việc thì... dịch, nói lại bằng tiếng Trung đã. Nói lại bằng tiếng Trung đã, sau bắt đầu mới dịch nhá. Cô muốn, bởi vì sau này các bạn đi thi ấy, nó có một cái bài đó là nghe và nhắc lại. Nghe và nhắc lại, nên là cô muốn các bạn phải nhắc lại được đã. Nghỉ công chưa, y chứ mà. Ừ, tiếp này. À, rồi Hồng đâu, Hồng dịch lại cho cô xem nào. Tại vì ở đây chúng ta là đang có, tức là nó không phải trực tiếp ấy, nên là cô gọi bạn nào thì cố gắng là bạn ấy nói thôi nhá. Thế xong bạn nào mà chưa trả lời được thì cô sẽ gọi bạn khác cho nó đỡ bị ồn ấy ạ. Đỡ bị ồn. Đấy, rồi Hồng đâu? Công việc của bạn thì luôn bận. Ừ. Một lần đi xem phim đều không cùng. Ý sư tiên đỉnh là một lần xem phim này, tâu là đều này, mấy cân ngủ là gì, không cùng tôi, không cùng tham cô là gì ạ? Cùng xem đúng không? Không cùng tôi, không cùng tôi xem. Vậy bây giờ tôi phải sắp xếp như thế nào? Đấy là nghĩa gốc của nó là như thế. Nhưng chúng ta khi biểu đạt bằng tiếng Việt ra ấy, các bạn phải sắp xếp làm sao cho nó phù hợp với văn phong của tiếng Việt đúng không? Vậy xin sẽ dịch như thế nào cho nó hay? Nỉ y chứ mắng, nỉ cung chua y chứ mắng là gì? Dịch như nào? Công việc của bạn thì luôn bận. Cứ bận suốt đúng không? Công việc của anh cứ bận suốt. Ý sư tên nỉ, một lần phim cũng đều chưa từng em đi xem. Vậy sẽ dịch như nào? Ngược lại đi. Chưa một lần cùng em đi xem phim. Ừ đấy, được chưa nhá? Chưa một lần cùng em đi xem phim đúng không? Hay là gì? Chưa cùng em đi xem phim một lần nào cả. Có hiểu không? Đấy, thì chúng ta dùng cái kiểu biểu đạt như thế thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều đúng không? Đấy, như vậy là gì? Anh ấy hỏi là sao em cứ không vui thế đúng không? Thì chị này bảo là công việc của anh cứ bận suốt, chưa bao giờ đi xem phim với em một lần nào cả. Hiểu chưa? Đấy, thì như vậy thì nó sẽ xuôi nhá. Đấy, như vậy các bạn đừng tưởng là dịch dễ nhá, không hề dễ đâu. Các bạn có thể nghe hiểu ý thôi, nhưng mà để bật ra được bằng tiếng Việt các bạn không nói được, không nói được. Đấy. Đấy là một cái điểm mà chúng ta cần phải luyện, cần phải luyện rất là nhiều đấy nhá. Rồi ok, như vậy ở đây là bức tranh nào đấy? Ghép ạ. Ừ, rồi. Đấy.
Hiểu cái này chưa nhá? Một lát nữa cô sẽ gửi lại cái phần sắp này cho các bạn, chúng ta sẽ ở nhà chúng ta sẽ nghe lại. Đấy, thì đấy là ban đầu chúng ta chưa hiểu qua cách học đúng không? Bây giờ sau bài này chúng ta sẽ hiểu cách học nó sẽ như thế nào. Rồi tiếp theo nào, như vậy thì sẽ là bức tranh xem nào. F đúng không? Đấy, hai cái người này đang thể hiện là hay này, như kiểu đang cãi nhau đấy, được chưa? Tiếp nào, câu số 2, xin mời bạn nghe câu số 2 nhá. Nào, chị Hòa đâu, nghe câu số 2 xem nào. 我们要搬家. 什么时候? 我们要搬家. 对,您好. 请问是搬家公司吗? 刘丁anh ấy nói là gì đấy? 我们要搬家. Nghe lại này, nghe lại nữa cái chỗ này này. 对,您好,请问是搬家公司吗? Đầu tiên anh ấy hỏi gì đã? 您好,请问是搬家公司吗? Nghĩa là sao ạ? Cho tôi hỏi, đây có phải là kiểu như là công ty chuyên về dịch vụ chuyển nhà? Đúng rồi, được phải. Chưa? Đúng rồi, alo, đúng không? Xin chào, xin hỏi là đây có phải là công ty chuyển nhà không? Đơn giản thế thôi, nghe tiếp ạ. 我们要搬家. Gì nữa? 我们要搬家. Chúng tôi muốn chuyển nhà. Đây đúng rồi, chúng tôi muốn chuyển nhà đúng không? Rồi. 请问您打算什么时候搬? 请问您打算什么时候搬家? Đúng rồi, nghĩa bán. Xin hỏi khi nào anh cần chuyển nhà? Anh dự định nhé, anh dự định là khi nào thì chuyển đúng không? Như vậy là có thú vị nhỉ? A đúng không? Tranh A đấy, phải chưa? Rồi tiếp theo nào, Tisan ạ, số 3. Xin mời một bạn nào. Ai đây? Thiêm, nghe câu số 3 cho cô xem nào. Tisan là số 3, số 3 là câu gì đã? Bức tranh nào? Y e. Rồi nghe xem nào. San. Ba ma. Hôm nay tôi cho các bạn làm bữa ăn. Đầu tiên là gì? Ba ma. Hôm nay tôi cho các bạn làm bữa ăn. Bữa ăn nhá, đọc rõ ra. Ba ma. Hôm nay tôi cho các bạn làm bữa ăn là sao? Làm đồ ăn cho bạn. Hôm nay con sẽ làm đồ nấu ăn tối cho mọi người. Được chưa? Kiếp nghe dễ dịch phức tạp thế đúng không? Bố mẹ. Hôm nay con sẽ làm sao nấu bữa tối cho bố mẹ thế thôi đúng không? Tiếp nào, thì bố mẹ bảo là gì tiếp này? Gì nữa? Thế. Thế mọi người muốn ăn gì? Chân đây à? Na, chúng ta ăn thịt nấu rau ba. Thế mẹ bảo là gì? Chân tới à? Gì nữa câu sau là gì? Na của mình chứ. Của mình chứ ráng râu ba. Phải chứ tiền nhiều râu và nhắng râu nhá. Na của mình chứ tiền nhiều râu. Chân tờ da là nhiều râu. Chân tờ da là cái gì? Thật không? Thật vậy sao đúng không? Chân tờ da là để hỏi lại đấy. Thật vậy sao? Na của mình chứ tiền nhiều râu vậy. Vậy chúng ta ăn một chút thịt bò. Đúng rồi. Vậy chúng mình sẽ ăn một chút thịt bò đi đúng không? Đấy nhá. Vậy sẽ là cái gì đây ạ? Đúng không? Nghe lại lần nữa này. Bà, ma. Hôm nay tôi cho các bạn làm bữa ăn. Các bạn dự định ăn gì? Thật vậy à? Chúng ta ăn một chút thịt bò ba. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ ăn một chút thịt bò đi. Số 4 ạ. Thứ 4 nào? Sư gì? Sư. Số 4 bức tranh nào nhỉ? Rồi xin mời một bạn nhá. Vì nhờ Phương Hoa nào, nghe và dịch cho cô xem nào. Vâng. Hôm nay cái miếng bánh chân bao chân biên nhỉ? Tiện y, tiện y. Tiện y. Nghĩa là sao? Nghĩa là hôm nay bánh mì khá là rẻ. Rất là rẻ. Thật là rẻ. Rồi tiếp này. Sì à, na wo men duo mai ji ge ba. Sì à, na wo men tua mải tua mải y cơ ba chỉ cơ đây chưa đúng không nào của mình tua mải cơ ba đấy, nghĩa là sao đúng vậy. Nghĩa là đúng vậy. Vậy thì là chúng mình mua thêm một bánh mì mua thêm một vài cái đi đúng không? Rồi ok. Tiếp theo nào.
Thi Vũ ạ. Xin mời một bạn nhé. Thì nhà ai đây? Chị Nga nào? Thi Vũ, Nga câu số 5 ạ. Ừ. Đầu tiên chị này hỏi là gì? Đây là nà nơ. À, nà, nà. À, đây là đâu vậy? À, tôi đây là đâu? Tiếp nào. Nghe được không ạ? Nỉ gì? Nỉ khai chua là bà. À, anh gì? Khai chua ở đây nghĩa là sao? Bạn đi nhầm đồ. Ờ, cái từ rồi, đi nhầm đồ đấy. Khai ở đây là thể hiện là trong từ khai chưa đấy. Chứ từ khai chưa là lái xe ô tô đấy, đúng không? À, như vậy khai chua. Khai chua ở đây hiểu là lái xe nhầm đường, đúng không? Anh lái nhầm rồi, tiếp. Nhầm rồi. Ừ. Sao thì hỏi tiếp là gì ạ? Của mân mơ à, của mất chẩn mơ khuấy cha nha nhá, của mất chẩn mơ khuấy cha nghĩa là sao? À, làm sao chúng ta về nhà được đây? Ờ à, đúng rồi. Làm sao được về nhà? Ừ, rồi tiếp. Chào chị, xe sang có điện tử địa图. Anh ấy bảo sao? À, đừng lo lắng. Phía cháu chị. Ừ. Xe sang có điện tử địa图. À đúng rồi. Đừng lo lắng. Xuống xe. Xuống xe thì chúng ta có bản đồ điện tử. Có phải xuống xe không? Chưa sang cơ mà. Chưa sang là gì ạ? Chưa sang trên xe có bản đồ điện tử. À đúng rồi, có bản đồ điện tử đúng không nhá, chứ phải xuống xe nhá. Tuổi bản đồ điện tử đây chính là dạng Google Maps đấy, đúng không? À đấy, như vậy nếu mà khi nào chúng ta muốn thể hiện Google Maps các bạn sẽ hoàn toàn dùng từ này được này, dùng tên chữ đi thú được chưa? Chứ không phải đi tra từ gấu mờ hồn mờ map mở map map rồi nhá, được chưa? Phải dùng cái từ này ạ, tên chữ đi thú bản đồ điện tử thôi. Đấy, rồi ok. Vậy đấy là bức tranh C đúng không? Ừ, nhá. Được chưa? Tiếp theo nào. Ở nhà chúng ta nghe rồi nên cô chỉ cho nghe lại một lần thôi để chúng ta xem lại cái sắc của nó là cái gì thôi nhá, được chưa? Về nhà sau khi gửi lại sắc các bạn nghe đi nghe lại nhiều lần vào. Nghe bao giờ mà thủng thì thôi. Số 6 nào. Ti liêu tôi hay chưa xua? 6 đúng hay sai ạ? Đúng rồi. Nào, bây giờ đọc cái câu 6 xem nghĩa là gì đã nhá. Xin mời Chi nào. Câu 6. Tha bù giao xì khoan chưa cơ tiên lĩnh. Ờ, tha bù xì khoan chưa cơ tiên lĩnh nghĩa là gì? Anh ta... Ông ấy không thích cái bộ phim này. Ừ, rồi bây giờ nghe xem nào. Chưa điện ảnh, một điểm một bản khai sú bạ. Mèo. Rồi nghe lại câu 6 ạ. Chưa điện ảnh, một điểm ý sự也 mèo. Đầu tiên anh ấy nói sao? Nghe được không Chi? Ừ, Chi nghe đi. Là chưa điện ảnh. Gì nữa? Ý điểm, ý sự. Ờ, dễ mấy nhở. Nghĩa là gì? Là bộ phim này thì một chút đây chúng ta có từ này là y sự là cái gì có biết không? À, lần trước chúng ta có từ đó là hấn nhiều y sự đấy, hấn nhiều y sự là gì? Thú vị. À thú vị đúng không? Cái từ y sự này có hai nghĩa, các bạn có thể dịch là thú vị cũng được hoặc là dịch ý nghĩa cũng được đấy, nhớ chưa? Đấy, như vậy hấn nhiều y sự dịch là có ý nghĩa hoặc là thú vị đấy. Vậy ở đây thì hiểu là gì? Ít ẻ y sự tức là gì? Một chút thú vị hay là một chút ý nghĩa gì cũng không có đúng không? À, như vậy ý là phim này chẳng thú vị gì cả hay là chẳng ý nghĩa gì cả. Đấy, mình có thể dịch như thế. Đó, nghe tiếp này. Cái anh ấy khuyên là sao? Chúng ta khai sứ bà, chúng ta xem đọc sách đi. Ờ, à, hay là chúng mình thôi đọc sách đi đúng không? Rồi tiếp. Tha bù xì hoàn chơ cái điện ảnh. Như vậy câu này sẽ là gì? Tuy đúng không? Ừ, nhá, rồi. Khi Chi nào, số 7 ạ. Xin mời một bạn nào. Ờ, ai đây? Chị Thủy nhá, chị Thủy nào. Xin nghĩ sao Khi Chi ạ, nghe cho em câu số 7 nào. Số 7 là gì đã? Chị Thủy đọc xem nào. Tha. Nghe chưa? Kim Ngân vậy nào? Ừ, Kim Ngân nằm với cô số 7 thế nào? Tha y tiễn dễ bu cháu trí. À, anh ấy gì? Anh ấy không lo lắng một chút nào. Ừ, tôi mà, tôi hay sẽ chua. Ừ, chua. À, rồi bây giờ nghe xem này. Chi 你怎么还没准备好？ đúng rồi, sao vẫn chưa chuẩn bị xong thế đúng không? Rồi tiếp này. 你怎么还没准备好？快点吧。 gì nữa? 快点吧, nhanh lên. À, nhanh lên một chút đi đúng không? 没时间了。 gì nữa?
nghe được từ mấy thời gian lơ, mấy thời gian lơ là gì? Không có thời gian nữa rồi. À, không còn thời gian nữa đâu. Thời gian rồi. À, rồi. Ta một điểm cũng không chao chí. Như vậy có phải là không ạ? Phú sư đúng không? Ta hẳn chao chí đúng không? Anh này anh đang rất là vội vàng, đang rất là lo chứ không phải là không chao chí. Rồi, tiếp theo nào. Thì 3 số 8 ạ, xin mời các bạn nhá. Thì nhẹ nào, thì Hồng đâu? Hồng nghe cô số 8 thế nào? Số 8 là gì đã? Tha. Ừ, đọc là khảo sư đúng không? Tha khảo sư khảo tợ. Khảo tợ, hứng khảo. Ờ, câu này nghĩa là gì? Anh ấy thi rất là tốt. Ờ, à, đúng rồi nhá, anh ấy thi rất là tốt. Tôi ma, câu này đúng không? Câu tôi. Cú tuê. À, cú tuê đúng không? Rồi, bây giờ nghe xem này. Chi. Ừ, số 8 đúng không? Chi. Mấy thời gian rồi. Anh ấy nói là gì? Mình thiên tờ khảo sư Wa tâu phu xí hảo lơ. Phu xí là cái gì ạ? Wa tâu phu xí hảo lơ. À, ôn tập. À, đúng rồi. Wa tâu phu xí hảo lơ là ôn tập đúng không? Phu xí đấy. Đều ôn tập xong hết rồi nhá. Mình thiên tờ khảo sư Wa tâu phu xí hảo lơ. Bài kiểm tra hay là bài thi ngày mai thì làm sao? Tôi đều ôn tập hết rồi. Mấy vấn đề? À, mấy gì ạ? Mấy vấn đề không có gì. À, không có vấn đề gì nữa đúng không? Ta khảo sư khảo đã hẳn hảo. Như vậy là anh này đã thi chưa các bạn? Ta khảo sư mà. Chưa. À, tôi ta hay mấy khảo sư đúng không? Anh ấy vẫn chưa thi nhá. Ở đây người ta nói là anh ấy thi rất tốt là sai. Mình thiên trái khảo sư. Ngày mai người ta anh mới kiểm tra. À, anh mới kiểm tra cơ, anh mới thi cơ. Đúng chưa? Đấy, như vậy câu này phải là gì? Chua, đúng không? Nhá. Ôn tập tốt không có nghĩa là thi tốt, đúng không? Ừ. Đi chiều nào. Xin mời chị Hà nào. Đọc cho em số 9 là cái gì đã? Tha hãy mấy sáng hảo khi là dấu lủy dấu à, lủy dấu à, lủy dấu là gì? Là lủy dấu đi du lịch. Ừ. À, anh ấy chưa nghĩ là đi đâu du lịch ở đâu. Ừ, trong trường này cái từ sáng hảo nên gì là quyết định đi, anh vẫn chưa quyết định được là nên đi đâu du lịch. Ừ, tôi ma câu này đúng không ạ? Tôi ạ. Ờ, rồi nghe thêm nhá. À. Chiều. Chu nan phong lưu yếu. Chu bay phong lưu yếu. Chu nan lưu yếu hòn. Anh ấy đưa ra câu hỏi như thế nào? Có nói lại câu đấy không ạ? Chu nan phong lưu yếu. Chu bay phong lưu yếu. Chu là lơ lưu. Chu là họ. Chu nan lưu yếu hòn nơ đúng không? Chu nan lưu yếu hòn nơ. Câu này nghĩa là sao? Đi miền Bắc, đi miền Nam, đi du lịch miền Nam, du lịch ngoài Bắc, đi sao ở châu Âu nghe có vẻ nói tiếng Việt mà còn khổ hơn cả tiếng Trung thế nào? Chi nán phang lủy yếu, chi bảy phang lủy yếu, chi ná lủy yếu hảo nữa dịch nào? đi vào miền Nam, đi vào miền Nam du lịch. Đi du lịch miền Nam. Tức là chúng ta phải tưởng tượng anh này là đang như kiểu đưa ra hai sự lựa chọn đúng không? À, đi miền Nam du lịch hay đi miền Bắc du lịch đúng không? Vậy thì đi đâu du lịch tốt đây? Ôi khiếp, nghe tiếng Việt một khổ đau. Chết cười đây nhá, đấy tiếng Việt đấy. Đấy, hiểu ý chưa? Văn kém thôi. Không phải văn kém được đấy, chứ chúng ta lừa biểu đạt đấy. Đừng tưởng là chúng ta nói được tiếng Việt đâu nhá, không nói được đâu, không bật ra được đâu. Nó cứ bị tức là nó cứ bị chặn ở trong họng ấy, không nói ra được. Đấy là phải nói nhiều vào. Yeah, tiếp. Ta hãy mấy sáng hảo, chi nã lưu yếu. Đấy, như vậy câu này sẽ là tôi đúng không? Ừ, đó, tiết sứ nào, số 10 ạ. Rồi, chị Hoa nào. Số 10 là gì? Đã đọc cho em câu số 10 thế nào? Chà lì hái yếu hẳn tùa. Chi tan là gì? Trứng. Trứng gà, đúng rồi, chi tan đúng không? Trứng gà. Trong nhà thì làm sao? Nhiều trứng gà. À, rồi, vẫn còn rất là nhiều trứng gà. Tôi ma, câu này đúng không ạ?
cúng. Đúng à? Rồi, bây giờ nghe xem nhá. Nào. Chưa. Rồi, nghe xem nào. Ta hái mấy xiang hò qu nà lư yǒu. Mười này. Shí. Gia lǐ yī ge jī dàn yě mèi yǒu. Ngay câu đầu tiên anh ấy đã nói là cái gì rồi? Gia lǐ yī ge jī dàn yě mèi yǒu. Ở trong nhà quả trứng gà nào cả. Đúng rồi, một quả trứng gà cũng không có, tức là chẳng còn quả trứng gà nào cả, đúng không? Tiếp này. Mình thiên zǎo shàng chī shěmèi yǎ? Mình thiên zǎo shàng chī zěnme yǎng? Ngày mai sẩn mơ da nhé, phải sẩn mơ răng, sẩn mơ da. Ngày sáng ngày mai thì ăn cái gì bây giờ, đúng không? Ý là ăn gì đấy. Gia lǐ hán yǒu hěn duō jī dàn. Như vậy câu này phải là gì? Chua chứ, đúng không? Nhá. Trong nhà không còn quả trứng nào mà. Như vậy câu này phải là gì? Sai, đúng chưa? Rồi, tiếp theo nào. Chữ y, nãy cơ ta 11 chọn, các bạn chọn đáp án gì? Bì. Bì à? À, người thì A, người thì B. Có ai chọn C không? B. A là cái gì đã xem nào? A là cái gì? Xung bằng nhau. Xung bằng nhau là đi tiễn bạn nhé các bạn nhé. Cái từ xung ấy ạ, ngoài nghĩa là tặng ra, xung còn có nghĩa là đưa tiễn ai nữa. Đấy, như vậy xung bằng nhau là đi tiễn bạn này. B là gì? Xung y phụ. À, xung y phụ là tặng quần áo hay là đưa quần áo cũng được. Thế C gì là cái gì đây ạ? Truy ngoại biện. À, truy ngoại biện. Truy ngoại biện là gì? Ra ngoài. Ra ngoài. Ra ngoài, đúng không? Nào, bây giờ nghe xem nhá. Hưng đâu? Hưng nghe và dịch cho cô xem nào. Đấy, xem ai đúng này. Vâng. Part 3. Đôi đồng chí. Chờ cô một chút rồi cô tua đã. Rồi, 11 này. Nhi mên tặng ý xa. Đầu tiên anh ấy nói là gì đã? Nói là nhi mên tặng ý xa là... Mọi người đợi một lát ạ. Rồi tiếp này. Tôi chuẩn bị y phục, xong xong đi mày. Gì nữa? Tôi mặc quần áo xong rồi sẽ ra tiễn các bạn. Đúng rồi, anh ấy nói là chuẩn hảo y phục đấy, đúng không? Chuẩn hảo là cái gì đấy ạ? Mặc xong, đúng rồi. Chuẩn hảo y phục là mặc xong quần áo, xung xung đi mân thì là gì? Sẽ ra tiễn các bạn, đúng không? Nhá, đợi tôi một lát, tôi mặc quần áo xong rồi tôi sẽ đi tiễn mọi người. Rồi. Thế thì chị này mới bảo là gì? Nǐ tài kè qiǎn lè là kiểu là gì? Là bạn khách khí quá. Khách sáo quá đúng không? Ngoài biển lở, bìa sưng lợ. Gì nữa? Ngoài biển lở, bìa sưng lợ là ngoài trời lạnh, đừng tiễn nữa. Đúng rồi nhá. Bên ngoài trời lạnh đúng không? Đừng có tiễn nữa đúng không? Rồi, thế câu hỏi là gì? Người ta hỏi là nán tợ tả xoan chua sẩm ơ nghĩa là sao? Người đàn ông này người đàn ông này dự định làm gì? Dự định làm gì? Thế phải chọn đáp án nào các bạn? Chứ không phải là A chứ, đúng rồi nhá. Phải đi tiễn chứ đi tiễn nào? Đây là xung y phụ, ở đây là đưa quần áo cơ mà, hay là tặng quần áo cơ mà. Không phải đưa tặng quần áo cho ai cả, mà là gì? Mục đích chính của anh này là đi tiễn bạn, nhưng mà anh ấy muốn là gì? Mọi người đợi một lát để anh ấy mặc xong quần áo đã thì anh mới đi tiễn được, hiểu ý chưa? Đấy nhá, phải là ấy chứ, đúng không? Rồi, ok, nghe lại lần nữa này. Đấy, nghe lại lần nữa. Nghe từ y phụ, chọn luôn y phụ. 你们等一下，我穿好衣服送送你们。你太客气了，外面冷，别送了。男的打算做什么？ Rồi, hiểu hơn chưa nhá? Tiếp nào, 12. 12 nào các bạn, 12 đáp án gì nào? A. A là C. C. A là cái gì đây? Nào, xin mời chị Hà đâu. A là cái gì? Đọc các đáp án xem nào. Chi qua ý chữ Nam Phương. Đọc là ý chữ nhá, chi qua ý chữ Nam Phương. Là gì? Tôi đã đi miền Nam một lần rồi. Đúng rồi, đã từng đi miền Nam một lần này. Thế B là cái gì ạ? Sang cơ duyên. Tháng trước là tôi đi miền Nam. Tôi đi miền Nam vào tháng trước. Rồi, thế C là cái gì ạ? Hấn sẻng truy lán phang. Tôi rất là muốn đi miền Nam. Rồi nhá. Được chưa? Nào, thế bây giờ sẽ nghe xem chọn đáp án gì nè. Để chị Hà nghe đi. Xí an. Xa cái yuê, bọn mình truy lán phang lưu yếu. Đầu tiên anh ấy nói là gì? Xa cơ duyê.
下个月, 我们去南方旅游. 啊, rồi, tiếp này. 怎么样? 怎么样? Cả câu này sẽ dịch như nào? Tháng trước. Xa ở đây là sau chứ. Tháng sau thì chúng tháng mình. Tháng sau chúng mình đi đi miền Bắc, đi miền Nam du lịch. Trần Mai Giang thì hiểu là đây cũng là một câu hỏi ý kiến thôi. Thì có được không đấy nhá? Bình thường Trần Mai Giang dịch là như thế nào? Nhưng trong trường hợp này các bạn nên dịch là có được không? Tháng sau thì chúng mình đi miền Nam du lịch thì có được không? Rồi nghe tiếp này. 南方我还一次都没去过呢. Thế chị này trả lời sao? Nam Phương. Ủa, nghe tiếp này. Và làm sao nữa? Cả câu này sẽ dịch như nào? Miền Nam tôi cũng chưa từng đi. Tôi đã chưa từng đến miền Nam. Để tôi Vẫn luôn muốn đến đó. Khăn có nghĩa là để có thể hiểu là tham quan để xem đúng không? Như vậy câu này sẽ dịch là gì đây? Miền Nam thì tôi chưa từng đi một lần nào cả và ý là gì? Vẫn luôn muốn gì đấy có cơ hội và tôi muốn đấy à để đến đấy xem đúng không? Vậy ở đây câu hỏi là gì? Quan yu nữ da có thể biết được gì? Rồi các bạn để ý cái câu hỏi này này, câu hỏi này khá là lạ đúng không? Ở đây chưa có một từ mới đó là từ quan quý ạ. Các bạn nhìn trên slide của cô nhá. Quan quý có nghĩa là gì? Về. Đó, quan quý này là về cái gì gì đấy nhá. Như vậy là quan quý nủy tọ. Nủy tọ. Khứ ỷ chư tao sở mơ. Đây là một câu hỏi rất hay hỏi trong các đề HSK, được chưa? Một câu hỏi rất là chung chung nhưng mà rất hay gặp. Quan quý nủy tọ khứ ỷ chư tao sở mơ. Vậy câu này sẽ dịch như nào? Quan quý là về. Về cái người con gái này thì chúng ta có thể biết được điều gì, có hiểu không ạ? Ờ à, đấy nhá. Vậy sau khi mà nghe cái đoạn hội thoại này xong thì chúng ta phải chọn đáp án nào? Đáp án nào chị Hà? C chứ đúng không nhá. Chị này đã đi miền Nam chưa? Chưa. Đáp án A là gì? Đã đi một lần. Nhưng mà người ta nói là gì? Ít sư giả mấy truy cua cơ mà. Một lần cũng chưa từng đi cơ mà, đúng không? Ừ đấy, chứ phải là C nhá. Rồi ok. Đấy. Nghe lại lần nữa này. 12下个月我们去南方旅游怎么样？南方我还一次都没去过呢，一直想去看看。关于女的，可以知道什么？ OK, hiểu không? Tiếp 13 nào, 13 đáp án gì các bạn? B, ban trung si. Có ai chọn đáp án khác không? Không có ai đúng không? Rồi thử xem nhá. Ai nghe rồi đây? Hoa nào? Hoa nghe cho cô xem nào. Vâng. 13. Đa Vũ, nhì khoai lại bóng vào một xa. Đầu tiên chị nói là gì? Đầu tiên chị nói là bóng vào một xa. Ở đây có một tên riêng, Đa Vũ ạ. Đa Vũ dịch là cái gì có biết không? Đa Vũ. Mưa to. Không phải mưa to, tên người nhá. Đại đại. Chỗ này chúng ta phải hiểu đây là tên riêng các bạn ạ. Chị này đang gọi anh này Ta Vũ, Đại Vũ cho mình tức là mưa to. Đại Vũ. Nỉ lái pa ngủ ý xa là gì? Nỉ lái pa ngủ ý xa. Bạn đến giúp tôi một chút được không? Được rồi, tiếp này. Chớ mà đồ đông xì. Nì zěn mě yīge rěn bán? Anh này thắc mắc gì? Chớ mà đồ đông xì. Nì cô này hiểu là sao? Nhiều đồ thế mà sao chị chỉ chuyển có một mình vậy? Đúng rồi, nhiều đồ như thế này mà sao có một mình chị làm hay có một mình chị chuyển thế? Rồi tiếp. Anh ấy hỏi tiếp là gì? Con của chị đâu rồi? Thế con trai của chị đâu đúng không? Câu hỏi. 女的请男的做什么? Người ta hỏi là gì? 女的, 女的, 请男的, 男的, 做什么? 做什么? Người nữ hỏi nhờ người nam làm gì ạ? Đúng rồi, như vậy phải đáp án gì ở đây đây? Đáp án ở đây là đáp án B ạ. Đúng rồi, ban cung si đúng không? Chuyển đồ thôi nhá. Chứ không phải là C chảo ớ dự đâu nhá, không phải tìm con đâu, đúng không? Đó, sư nào, 14 nào, xin mời một bạn nào. 14 đáp án gì?
chị Sâm nào, chị Sâm thử nghe cho em xem nhá. Đọc các đáp án ở câu số 14 đã xem nào. A là cái gì đây các bạn? Đáp án A là cái gì? Chị Sâm có đấy chưa? Mang bản đồ. Bán vé. Đâu? 14 ạ. A là theo Mai quán lơ. Bán hết vé rồi. À, vé bán hết rồi. Vé bán hết rồi này. B là gì ạ? Mấy giờ không có. Không có phim hay, không có phim hay. Không có cái phim nào hay cả đúng không? Thế C là gì ạ? Không mang tiền. Không mang tiền. Đúng rồi, mấy tay chén là không mang theo tiền. Rồi bây giờ nghe xem này. 14. 别买票了，一个好看的电影都没有。 đầu tiên anh ấy nói là gì ạ? Bía mải theo. Chị Sâm đâu? Chị Sâm nói đi. Bía mải theo lơ. Ý cơ gì? À, ý cơ hảo khăn là tên gì? Ý cơ hảo khăn là tên gì? Tâu mải. Tâu mấy hiểu? Câu này nghĩa là gì ạ? Không mua được vé rồi. Đừng nhá, đây là cấu trúc pía. Pía sẽ mất sớm lơ dịch là đừng. Đừng gì? Đừng mua vé nữa. Không có một ý cơ hảo khăn được tên đỉnh là một bộ phim hay tâu là gì? Đều không có đúng không? Vậy sẽ dịch ngược lại là gì? Một bộ phim hay cũng không có. À, hay là không có một bộ phim hay nào cả. Đúng chưa? Đấy, rồi nghe tiếp này. Na khan khan mình thiên đờ bà. Thế chị này khuyên là gì? Na khan khan mình xem ngày mai. Khăn mính thiên tập 3, vậy thì xem cái gì? Vậy ngày mai xem được không? Đây là gì? Vậy xem cái vé của ngày mai nhá. Mính thiên tập ở đây lẽ ra phải là gì? Mính thiên tập tên ỉnh theo đấy các bạn ạ nhá. Đầy đủ cái câu này phải là gì? Na khăn khăn mính thiên tập tên ỉnh theo 3, tức là chúng ta sẽ xem là cái vé xem phim của ngày mai đi đúng không? Đấy. Tiếp này. Tại sao họ lại gì đây ạ? Không mua vé xem phim đúng không? Vậy phải chọn đáp án gì đây? B đúng không nhá? Không có cái bộ phim nào hay cả, được chưa? Đó, tiếp theo nào, chú ủ nào, 15 ạ, xin mời các bạn nhé. Chi nào, chi nghe cho cô câu số 15 xem nào. Dịch cho cô các đáp án ở số 15 đã. Câu đầu tiên là tha tai ti thú lơ, là anh ấy mang bản đồ rồi. Câu B là tha mấy tai ti thú, anh ấy không mang theo bản đồ. Và câu cuối là tha chưa tao chưa sư nã. Chưa sư nã, anh ấy biết là chỗ này là ở đâu. Đúng rồi, vậy đáp án nào, chọn đáp án nào? C. C đúng không? Anh ấy biết ở đâu rồi. Ok. Chẳng mà mấy mãi kiểu. Nghe cô 15 xem nhé. Đầu tiên chị này hỏi là gì? Chưa sư nả. Là đây là đâu? Của mấy gì nữa? Mấy tai ti thú, tôi không mang theo bản đồ. Đúng rồi, tiếp. Có nghe được cái từ gì không? Có từ mới đấy ạ. Của mân quân quân. Quân quân. Na pen đó. Hỏi xem. Yếu khưa, ở đây có từ yếu khưa. Yếu khưa là gì đây? Đây có từ mới rồi. Yếu là trong từ lùi yếu, có nghĩa là du lịch. Khưa là trong từ khưa khu, có nghĩa là khách. Đúng rồi, như vậy. Yếu khưa ở đây có nghĩa là du khách, được chưa? Vậy chị nói là gì? Chưa chứ nở, của mấy tài thi thú, của mấy quân quân na bên để yếu khưa. Đây là đâu đúng không? Tôi không mang theo bản đồ, chúng mình hãy hỏi ai? Du khách. Đúng rồi, hỏi những du khách ở na bên có nghĩa là ở phía đằng kia, đúng không? Đấy nhá, chúng mình hỏi những du khách ở phía đằng kia xem. Thế anh này nói là sao? Bú dùng. Gì? Bú dùng. Là gì? Không cần đâu đúng không? Tiếp này. Gì đấy? Tôi chính là bản đồ. Anh chính là bản đồ đây đúng không? Gì nữa? Em cứ hỏi anh đi đúng không? Anh chính là bản đồ đây, em cứ hỏi anh đi. Vậy ý của anh này là sao? Tha
chư tao đúng không? Anh ấy biết à nhá, biết ở đây là đâu. Đấy. Nán tợ là cái gì? Ở đây có một câu hỏi đó là gì? Nán tợ là cái gì? Cái câu này cũng là một cái câu mà rất hay gặp trong các câu hỏi HSK này. Nán tợ ở đây là người đàn ông nhá. Sư sở mấy y sự đấy, y sự có nghĩa là ý nghĩa đúng không? À, ý nghĩa. Như vậy cái câu này sẽ dịch là người đàn ông này ý muốn nói là gì? Đấy, được chưa? Hay là cái ý của cái người đàn ông này là gì cũng được. Đấy, như vậy ở đây phải chọn đáp án gì đây ạ? Ờ C nhá. Đúng không? Tiếp theo nào, số liêu. 16 ạ. 16 đáp án gì đây? Nào, xin mời một bạn nhá. Ờ, Son đâu? Son nghe cho cô câu số 16 nào. Son dịch các đáp án của số 16 cô xem đã nào. Đầu tiên là phía nam của công ty. Ừ, công sư Nán Pen là phía nam công ty. Tiếp, B là? Thứ hai là phía bắc của bệnh viện. Ừ, Y Yuan Bảy Pen. C là gì ạ? C hình như là cửa cửa bắc cổng, của bệnh viện. Cái cổng bắc, cổng bắc của bệnh viện, được chưa nhá? Rồi nào, giờ nghe xem nào. Em chọn đáp án gì đã? Em chọn đáp án A. À, rồi có ai chọn đáp án khác không? B cô ạ. C à? Ừ, có ai chọn đáp án khác nữa không? Câu này khó quá. B. em thấy người ta nhắc cả hết sao ấy. Đúng rồi, có hết đúng không? Nhưng quan trọng nhất là phải xem câu hỏi nữa, chúng ta phải để ý câu hỏi xem người ta hỏi ai. Ở đây người ta nhắc đến hai nhân vật nhá. Đó, như vậy chúng ta phải xem người ta hỏi nhân vật nào. Rồi bây giờ nghe này. Son nghe mà nhắc cho xem nào. 15. À 15 qua rồi nghe lại. 太冷了. Đầu tiên chị nói là gì đã? Xẻo Châu, nhỉ mân ban cha. Ban cha. Anh ấy dùng chị để dùng la. La ở đây bằng cái từ lơ ya nhá. Vậy câu này hiểu như nào thôi? Tiểu Châu, Tiểu Châu, bạn chuyển nhà rồi à? Bạn chuyển nhà rồi à, đúng không? Tiếp này. Sure. Thì anh trả lời là gì đã? Sure. Đúng vậy, đúng thế. Tiếp này. Từ công sư Nam Biên bắn vào là Y Yuan Bảy Biên. Nào, từ đâu chuyển đến đâu? Ở đây nghe thấy từ chúng tao nhá. Nghe lại lần nữa này. Nghe lại nữa cái đoạn này. Sì à, từ công sư Nam Biên. Đầu tiên là gì đã? Chúng gì? Công sư Nam Biên. Công sư Nam Biên này. Rồi tiếp. Bắn vào là Y Yuan Bảy Biên. Chuyển đến đâu? Ban tao lơ gì ạ? Đây, ta bên. Như vậy là từ đâu? Công sư Nam Biên là từ phía nam. Từ phía nam của công ty chuyển đến phía bắc của bệnh viện. Rồi, chuyển đến phía bắc của bệnh viện. Đây là của bạn Xẻo Châu, nhà bạn Tiểu Châu đúng không? Tiếp này. Thì chị này mới hỏi là gì? Sư mà, thật sao? Thế à, rồi tiếp. Có hiểu câu này không? Đây. Na nỉ mân lý tái xuể cha hẳn chín ba nghĩa là sao? Na nỉ mân lý tái xuể cha hẳn chín là gì ạ? Vậy thì các bạn, lý là cái gì học rồi? Cách. Tái xuể ở đây là tên người thôi, dịch là cái gì? Vậy thì các bạn đúng rồi. Tái là màu trắng, không là sao? Xuể là tuyết đúng không? Như vậy tái xuể đây là tên người, dịch là bạch tuyết. Xa đâu, chim mở gần nhá. Chim gần. Thì anh ấy bảo là gì? Ô thế à, đúng không? Thế thì nhà các bạn sẽ cách nhà của Bạch Tuyết. Cách đấy. Nhà Bạch Tuyết rất là gần. Đúng rồi, thế tiếp. Thế nhưng mà làm sao anh ấy nói là gì? Tuy, tham ân cha gì nhỉ? Ban tao lơ Y Yuan Nán Pen. Nhà như vậy, nhà của bạn Bạch Tuyết thì chuyển đến đâu của các bạn? Ban tao là Y Yuan Nán Pen. Nam bệnh viện. Đúng rồi, nhà bạn Bạch Tuyết là chuyển đến phía nam của bệnh viện. Thế còn nhà của anh này thì chuyển đến đâu ạ? Chuyển đến phía bắc của bệnh viện. Phía bắc. Thế câu hỏi là hỏi nhà của ai? Nghe này. Hiện tại Xẻo Châu gia tại nào? Hiện tại Xẻo Châu gia tại nào? Xẻo Châu. Bây giờ thì nhà của các bạn Xẻo Châu gia của Tiểu Châu ở đâu? Như vậy chọn đáp án nào? Đi. Chưa nhá. Y Yuan Bảy Pen, hiểu câu này chưa? Đấy, nghe lại một lần nữa câu này này. Thế về phương hướng này chúng ta nghe hay bị sai lắm. Xẻo Châu,
搬到了医院北边。是吗？那你们离白雪家很近吧？对，他们家搬到了医院南边。嗯，啊 ，OK， 南呀。现在小周家在哪儿？这个，哎呀，小七呢？回北边去。Rồi, xin mời một bạn xem nào. Ngân, Ngân chọn đáp án gì? Ngân. Em chọn đáp án C. Thái mới hiểu bính dự là chưa có tên. A là cái gì em? A là cảm ơn. Xin chào. B thì là gì ạ? Xinh đẹp. Rồi, ok, nghe xem nhé. Đầu tiên anh hỏi là gì? Mới hiểu xiao mao. Phải, chưa sư nỉ đợi xiao mao ma. À, chưa sư nỉ đợi xiao mao. Em là con chó của bạn. Phải, con chó, con mèo. Cậu, cậu là chó nhá, cậu là chó, xiểu mao là con mèo ạ. À, đây là con mèo của bạn phải không? Tiếp này. Trông xinh đẹp. Gì nữa? Thật đẹp. Xinh nhỉ đúng không? Xin xin. Ta gọi gì danh? Cái chị này, xin xin cảm ơn đã. Thế anh ấy hỏi tiếp là gì? Ta gọi gì danh? Là gì? Tha này diễn dịch là gì? Nó tên là gì? Nó nhá, trong tiếng Trung chúng ta có 3 từ tha nha các bạn nhá. Thì ở sơ cấp 1, sơ cấp 2 chúng ta đã gặp cái từ tha là chỉ đàn ông này và tha chỉ phụ nữ này. Ngoài ra còn một cái từ tha nữa để chỉ cho các loài động vật và các loài sự vật ạ, các cái sự vật đấy ạ. Đấy thì dùng tha này nhá. Đấy, tha này dịch là nó, chỉ động vật và danh từ cho sự vật. Vậy tha treo chuẩn bị biến dự thế, nó tên gì đúng không? Ừ, nó tên gì? Chị này trả lời sao? Tôi hay mấy xiang hảo gọi tha sẽ mà nọ. Gì? Tôi hay mấy gì? Tôi hay mấy xiang hảo ta treo chuẩn bị biến dự. Tôi vẫn chưa nghĩ ra nó tên là gì. Chưa quyết định xem là nên gọi nó là gì hay đặt tên cho nó là gì, đúng chưa? Rồi. Nữ đợt đợt mau treo sẩm mơ. Như vậy người ta hỏi là nữ đợt đợt mau treo sẩm mơ. Cái con mèo của cái người con gái này thì tên là gì đúng không? Ừ, đúng rồi, như vậy thì chọn đáp án gì đây? C nhá. Xem thì nghỉ bên này, nghe lại lần nữa này. Sẽ chi. Chứ sẽ nữ đợt sẩm mau mà. Trân phiêu lạc. Xin xin. Ta gọi sẩm mơ mình dự. 我还没想好叫它什么呢。女的的猫叫什么？ 18 nào, 18 đáp án gì các bạn? Thiêm, Thiêm thử làm cho cô 18 xem nào. Đọc cho cô có đáp án đã. A là cái gì đã? Mấy chui qua na, na cơ phan quả. Chưa từng đi nhà hàng đó. Quản sang mấy giờ sự chen. Buổi tối không có thời gian. Giao chỉnh nán tợ chư phan. Muốn mời cái người đàn ông muốn này. Mời đàn ông này đi ăn. Ăn cơm đúng chưa? Em chọn đáp án gì? Em chọn A. Rồi ok, nghe xem nào. Thứ ba. Nǐ bāng lǒ wǒ zhēmen duō. Đầu tiên anh ấy nói là gì? Nǐ bāng wǒ zhēmen duō. Bạn giúp tôi nhiều như vậy. Xin xin. Na cha phan quản đúng không? Chiêu truy, chiêu truy công sư nán pen tợ na cha phan quản nghĩa là gì? Chiêu gì cô đọc lại cô? Ở đây đi đến đâu? Chiêu truy công sư nán pen tợ na cha phan quản. Bên phía nam công ty là. Dịch này. Bây giờ nhá, truy là động từ rồi này. Cái tân ngữ ở đằng sau của nó rất là dài. Truy công sư nán pen tợ na cha phan quản. Đây mới là tân ngữ của nó. Nhưng mà trong tân ngữ của nó này, thì các bạn lại thấy có cái chữ gì đây? Có chữ tợ không? Tợ này, đấy. Vậy khi mà các bạn nhìn thấy có những cái cụm danh từ nào mà có chữ tợ ấy, các bạn phải dịch cái gì trước? Dịch sau tợ trước. Bởi vì tiếng Trung nó ngược của mình, đúng không? Đấy, như vậy các bạn phải dịch sau chữ tợ trước, sau mới quay trở lại dịch các cái thành phần đằng trước chữ tợ thì nó mới xuôi được, đúng không? Đấy, như vậy phải dịch là đi, đi đâu? Đi đến cái này này, Na Cha Phan Quản, tức là cái quán ăn, đúng không? Quán ăn nào? Cung sư nắm pen, tức là gì ạ? Ở phía nam của công ty. Hình như chỗ này không ạ? Đấy nhá, phải dịch ngược như thế thì nó mới xuôi, thì nó mới xuôi được. À, buổi tối tôi mời ăn cơm này, chính là đi đến cái quán ăn mà ở phía nam của công ty ý, hiểu chưa? Đấy, rồi tiếp này. Hào á, tôi hái một lần đều mới đi qua nè. Thế chị này bảo sao? Hào á, tôi hái một. Tôi hái một lần. Qua. Dễ mấy. Ăn饭. Mãi, tôi hái một lần, dễ mấy đi qua nghĩa là gì? Hái một lần, dễ mấy đi qua.
Tôi chưa từng đến đó một lần. Ờ đúng rồi, tôi chưa từng đến đấy lần nào cả, đúng không? Ừ nhá, đúng rồi. 关于女的可以知道什么? Như vậy về người con gái này thì có thể biết được điều gì, đúng không nhỉ? Đó. 18. Nghe lại lần nữa này. 你帮了我这么多，谢谢你。不客气。 晚上我请你吃饭，就去公司南边的那家饭馆。好啊，我还一次都没去过呢。关于女的，可以知道什么？ Chị Hà nào, nghe cho em câu 19 xem nào. Đọc các đáp án đã nào. A là cái gì ạ? Khảo, khảo tập, u hảo, mấy tay, thi không tốt. Khảo tập, đáp án A là thi không tốt. Mấy tay xấu bẻo. Ừ. Xấu bẻo là cái gì? Không đồng hồ đeo tay. Không mang đồng hồ. Ừ. Hai mấy phu xí. Mình chọn là đáp án C, si. Chưa ôn tập. Nghe xem nào. Xế giểu. Nhi zǎo le? Yì tiān dōu bù gāo xìng. Đầu tiên anh hỏi là gì? Bù gāo xìng. Nghe được không ạ? Lý zǎn bō le? Y thiên tâu cũng cao sinh, ừ, nghĩa là gì ạ? Y thiên tâu cũng cao sinh. Bạn làm sao vậy? Một ngày cả ngày hôm nay đều thấy không vui. Ờ rồi, sao thế đúng không? Cả ngày hôm nay thấy không vui. Mình thiên chưa yào khảo sư lờ. Thế chị nói đi nhỉ? Mình thiên chưa yào khảo sư à? Ừ, ngày mai phải gì? Ngày mai là phải thi rồi. Ờ. Tôi 一点都没复习呢. Ờ, thế nhưng mà của. Tôi 一点都没复习 à? Ngày mai phải thi rồi mà tôi vẫn chưa ôn tập một chút nào cả. Ờ, đấy đúng rồi, đấy xuôi hơn rồi đấy, đúng chưa? Đừng chao chí. Nǐ xuē de hǎo. Ừ, đầu tiên anh ấy nói là gì đã? Bù chao chí. Nǐ xuē de. Nǐ xuē de. Nǐ xuē de hǎo. Xuē de hǎo. Tiếp. 考试没问题。Gì nữa? 考试没问题. Ờ, thì anh ấy khuyên là sao? Ờ, đừng có lo lắng. Tôi thấy là bạn mà học được mà. Ừ. Tôi thấy bạn học được mà. Nên là kỳ thi không có vấn đề gì cả. Ờ, rồi, ok, đúng rồi. Chí vọng chờ chờ nâng khảo hảo. Thế chị nói là gì? À, chờ. Chí vọng. Ở đây có từ chí vọng là gì? Chí vọng, ờ, chí vọng, hy vọng. À, đúng rồi, chí vọng. Chí vọng chờ chờ. Chưa chư nhá, chưa chư nấng khảo hảo. Chưa chư, nấng khảo hảo, nấng khảo hảo. Hy vọng là lần này là, hy vọng lần này sẽ tốt. À, có thể thi tốt đúng không? À, hy vọng lần này thi sẽ tốt. Rồi, ok. Quan yu nữ đã, có thể biết được gì? Như vậy về người phụ nữ này đấy, đúng không? Vẫn là cái câu giống đấy. À, đấy thì có thể biết được điều gì? Đúng rồi, như vậy sẽ là gì C đúng không? Nhá, rồi. Câu cuối cùng nào, xin mời một bạn nào. Hồng đâu, Hồng nghe cho cô câu cuối xem nào. Chọn là đọc qua các đáp án của cô đã xem nào. A là cái gì? Ai mải su. Ừ, ai mải su là gì? Mải yêu cái việc mua sách. À, thích đi, cái dùng gì thích thôi. À, thích mua sách thôi. B là cái gì ạ? Ai tham su, đọc sách. Đọc sách. C là gì? Cứ lời y bẩn su, mua một cuốn sách. Đọc nhá, đã đọc một cuốn sách, à, đọc được một cuốn sách rồi. Đáp án nào, chuyển dưới nào cơ? C. C á? Ờ, các bạn khác chọn đáp án khác không? Có bạn nào chọn đáp án khác không? Ờ, A. Rồi, A mới là đúng nhá. Nên xưa rồi nha. Hồng đâu, nghe đã, nghe và dịch này. Ờ, đầu tiên anh ấy hỏi, chị này hỏi là gì? Trên bàn thì có rất là nhiều sách. À, trên bàn của bạn có nhiều sách như thế cơ à, đúng không? Tiếp này. Thì anh ấy nói là gì? Ừ, đúng vậy, đều là. Là sách tôi mua. Ờ. Nhi zhen ai du shu. Thế chị này mới khen là gì? Nhi zhen ai du shu. Chân ở nhi zhen ai du shu, anh thật là gì nhỉ? Anh thật là thích sách. Ờ, anh thật thích là thích đọc sách nhỉ, đúng không? Tiếp. Nào bản chơi có ý tứ. Ừ, gì? Nào bản chơi có ý tứ. Ná bẩn là cuốn nào đấy? À, ná bẩn chưa hiểu ý sự là gì? Cuốn nào anh thấy ý nghĩa nhất? À, thế cuốn nào này anh thấy thú vị nhất hay là ý nghĩa nhất? Gì nữa?
Lấy hùa chia sao ý xa hả? Giới thiệu. Có thể giới thiệu cho tôi một chút không? Thế thì anh này mới nói là gì? Tôi mua sách. Nhưng những cuốn sách này tôi chưa từng đọc. Nhưng mà làm sao? Tôi ai gì? Tôi mua sách. Nhưng những cuốn sách này tôi chưa từng đọc. Đúng rồi. Tôi thì thích đọc sách đấy. Tôi thích mua sách nhưng mà làm sao? Nhưng mà có một vài cuốn thì tôi vài cuốn đâu, chưa xuyên suy của đây dịch là những cái cuốn này nhá, ý là trong những cái cuốn sách này thì tôi một cuốn cũng đều chưa từng đọc, có hiểu không ạ? Chưa xuyên suy dịch là những cuốn sách này đấy. Tôi chỉ thích mua thôi đúng không, nhưng mà những cuốn sách này thì tôi chưa từng đọc cuốn nào cả. Đấy. Quan yu nán tợ có thể biết được gì? Như vậy người ta hỏi là quan yu nán tợ là về cái người đàn ông này đúng không? Tôi phải biết được điều gì? Vậy phải chọn đáp án nào mới chuẩn đây? Đúng rồi, A chứ. Tha chứ chỉ khoan mải su, cô chỉ khoan gì ạ? Khan su đúng không? Tôi chỉ thích đọc sách thôi, mua thôi, không thích đọc nhá. Đấy. Rồi, hiểu hết chưa? Đúng hết không? Có ai làm đúng hết không? Ai gần hết. Rồi, tốt đúng không? Nhưng nghe mấy lần, có nghe tỷ lần không? Nghe một lần. Nghe một lần, rồi, tốt đúng không? Đừng tôi đi tôi lại tỷ lần. Nhá, rồi, ok. Sai sai hết không? Chắc không đúng không? Ai đây? Khó lắm cô ạ, ai hả? Hiểu hả? Ừ, hiểu. Ai đúng được hai câu cô ạ? Đúng hai câu ấy hả? Ai đúng hai câu? Em. Hồng ấy hả? Đúng hai câu ấy hả? Ủa? Sao thế? Với bài đúng được hai câu. Mà 5 câu thì đúng được hai câu thôi cô. Cười. Thế phải nghe nhiều nhá, nghe nhiều sẽ quen. Nghe nhiều sẽ quen, thấy chưa? Không sao, bài mới đời đầu tiên. Rồi bây giờ cho chuyển sang phần đọc hiểu này. Ở bài này em thấy kêu đúng không? Phần đọc hiểu thì nó lại chú trọng vào cái gì ạ? Cái việc của chúng phải nhớ mặt chữ Hán thì chúng mới làm được. Đấy, còn nếu không nhớ mặt chữ Hán thì cũng chịu chết. Rồi nè, tôi chuyển sang cái phần này nhá. Bây giờ này, từ A đến F, bây giờ các bạn sẽ... thôi, bây giờ chọn xem nào. Suy nghĩ nào, 21 đi với đáp án gì đã nào? F. Đi với F đúng không? Thôi, giờ sẽ đọc cho cô nhá, đọc cho cô nào. Chúng ta sẽ phải xem, không phải lúc nào cũng đọc 21 trước, đọc F sau nhá. Cũng không phải lúc nào cũng đọc F trước hay là 21 sau, chúng ta phải tùy thuộc vào nghĩa của câu nữa. Các bạn xem là nên đọc câu nào trước, câu nào sau, hiểu chưa? Chị Nga nào, 21 phải sẽ đọc là gì? 21 trước đi. Ni chen me le, jin tian yi dian du shi dou mei chi. Đúng rồi, thì bạn này mới ép mới trả lời là còn nói chứ. Cửa năng sư cung chua thai lầy xong tinh lờ. Dịch cho em ạ, câu này dịch là gì? Bạn làm sao vậy? Hôm nay không ăn một chút gì cả. Có thể là làm việc quá mệt, bị ốm rồi. Được chưa? Rồi, Osher nào, Osher cân nả cưa. 22 đi với cái gì ạ? Si. Si đúng không? Si. Rồi, Asher nào, chị Thủy đâu? Jin Ten. Chúng ta đọc si trước, đúng rồi. Jin Ten sẽ xử lý. Jin Ten sẽ xử lý ý cơ rẩn tô mỹ dầu. Ta che tô truy nà lơ. Ta che tô truy nà lơ. Nà lơ. Jin Ten sư châu mô. Nì truy sẽ xử cho sở mơ. Rồi, dịch cho em ạ. Hôm nay... ở trong trường không một người cũng không có, mọi người đều đi đâu rồi, hôm nay là ngày cuối tuần, bạn đến trường để làm gì? Đúng rồi, đúng không? Si, Osher San nào, Osher San cân nả cưa, 22 đi về cái gì ạ? Đi. Đúng không? Rồi bạn đọc cho cô xem nào, xin mời Phương Hoa. Thưa cô, 23 là đi thì là xem tú đi nhé, mà đọc lên. Vâng. Châu mua hiểu sứ chiên ma của có tả xoan. Tả xoan chỉnh ni chư phan chư cơ phan. Ủa tả xoan chỉnh ni chư cơ phan. Chỉnh ni chư cơ phan. Vâng. Thế chị này mới nói là hảo à.
Nả thiên. Nả thiên đúng không? Rồi. Dạ. Câu này là cuối tuần bạn có thời gian không? Tôi có thể mời bạn đi ăn tối cùng tôi không? Thì chị ấy đáp là có, thì bao giờ thì đi? Nả thiên là hôm nào đúng không? Nghĩa gì hôm nào? Vâng vậy? Vâng. Thứ sư nào? Sư ạ, xin mời bạn nhá. Thì nhà Hương nào ạ Trinh? Ôi sư cân nặng cơ, hay tên gì cái gì? Em cô là 24 khoanh bò A. A đúng không? Rồi, cân A. Rồi. Vâng. Em cô là nỉ sư xin lái tợ y sân ma. Bù sư của y chứ trả sửa ra y doán cung chùa. Cung chùa. Em phải xem lại hết cái phần phát âm ấy, phát âm của Hưng. Phát âm của Hưng là nó bị sai thanh điệu nhiều lắm không ạ? Ủa y chứ trai chưa cha y yuan cung chua. Đọc lại có xem nào. Ủa y chứ trai chưa ra y yuan cung chua. Cung chua. Y yuan ạ. Vâng. Cung chua, được chưa? Đã, ok. Được. Dịch cho cô xem nào. Em cô là bạn có phải là kia người bác sĩ mới đến đây không? Không phải, tôi làm việc ở nơi này suốt mà. Ở bệnh viện này. Tôi vẫn luôn làm việc ở bệnh viện này suốt mà, đúng không? Vâng. 25 ạ, xin mời chị Hoa nào. Như vậy câu 25 sẽ còn lại đáp án gì? B đúng không? B. Đọc cái gì trước ạ? B trước đúng không? Chị Hoa đâu? Có đấy không ạ? Không có đấy à? Rồi, bạn khác vậy nhá, xin mời ai đây? Thiêm nào. Hai năm. Bì. Đối bù chỉ. Châu lão sư hiện tại bù chạy. Na của mình thiên chạy lại ba. Xì xì. Rồi, nghĩa là sao? Xin lỗi, giáo sư, cô giáo Châu có ở đây không? Xe ra phóng trai là không, bây giờ không có ở đây nhá. Bây giờ không có ở đây. Vậy ngày mai tôi lại đến, cảm ơn ạ. Ok, được chưa ạ? Nghe nào. Ơ sứ liêu tao san sứ đúng không? Ơ sứ liêu cân nả cơ đọc cho cô xem nào. Xin mời bạn Son nào. Chưa chỉ nén của y chứ máng cung chua mấy sứ chiên chuyên lụy xính ạ. Yếu, đây là lụy yếu của chuyên lụy xính. Lụy yếu ạ. Mấy năm nay thì tôi bận công việc nên không có thời gian để đi du lịch. Cứ bận công việc suốt đúng không? Dịch thế cho nó nhấn mạnh. Ở xứ chi nào, xin mời Ngân. Nǐ bàn jiā de shí hòu, nǐ lái bàng, wǒ lái bàng nǐ nè, wǒ lái bàng nǐ bà. Khi bạn dọn nhà, tôi đến giúp bạn nhé. Rồi, ở số 3 nào, 28 ạ. Xin mời Phương Hoa. Phương Hoa ngồi đấy à? Sâm nào, chị Sâm nào? Em à, em gọi em à. Rồi, lại đang bận nào. Rồi, chị bận nào. Nga nào, ai ứa? Nó. Sao khác không? Sâm nào. Chắc men tao hẳn phú chua sư ní mai tợ ma. Ní mai, sư ní mai tợ ma. Sư ní mai tợ ma. Cái bánh mì này cũng không rất là ngon. Có phải là bạn mua không? Rồi, phú chua ở đây cũng là bạn mua. Không tồi có nghĩa là rất tốt đúng không? Nhá, rất tốt đấy ạ. Đấy. Tiếp nào 29 ạ, xin mời chị Thủy nào. Các chị. Cô B được. Đọc cho em cả câu đi. Chơi chen xin y phu sư sấm mơ sở hâu mài tơ san châu mò và mây mây cân và y chỉ mài truy mài tơ. Nghĩa là sao ạ?
cái bộ bộ quần áo mới này là mua khi nào vậy? Cuối tuần trước. Cuối tuần trước. Em gái tôi cùng tôi đi mua. Đúng rồi ạ, được chưa ạ? Sang xứ nào 30. Mời một bạn nhé. Nào chị Hà đâu? 30 nào. Xin chai bảy phang, bảy phang hấn nặng, tua tay chỉ trên y phục ba, cuối ý sinh chuẩn bị hảo rồi. Bây giờ miền Bắc rất lạnh, chuẩn bị nhiều quần áo đi, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Rồi, cái từ tua tay có thể dịch là mang nhiều nhé, mang nhiều hoặc là mang thêm vài bộ quần áo vào, đúng không? Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Tiếp theo nào, sang chữ Y, 31 nào. Bây giờ sẽ đọc trước và dịch đã nhá, sau đó sẽ chọn đáp án nào. Chi đâu, 31 trước cô xem nào. Dạ, Nhi sư lái đấy là câu ví dụ rồi, đấy là câu ví dụ. Em đọc câu 31 thôi. Đọc được câu 31 thôi. Sư cơ bảy phàng rấn ở sứ xoay tợ sứ hâu cân ba bà y chí ban tàu nán phàng nắng nán phàng chu y sứ chu tàu chinh thiên nán phàng khua nán phàng khoa khoa tha ha xin chai cha ai gì xen chai nắn phang khoa xen chai xen chai nướng thinh tủng ạ, từ đầu là tủng nướng thinh tủng y tiếng tan sư y tiếng dễ phú khuây xua. Rồi, ok, bạn khác đọc lại một lần nữa cho cô đã xem nào không. Mà mà sư cơ bảy phang rấn 20岁的时子建跟爸爸一起搬到南边出一池出到今天南方花他现在能懂一点但是一点也不会说. Rồi, ok, dịch được cho cô đoạn này không? Dịch xem nào. Mẹ tôi là người miền Bắc. Ờ, sự xoay tợ sự hâu đấy, chúng ta có kết cấu tợ sự hâu là khi, đúng không? Khi hoặc là trong khi. Các bạn để ý cho cô này, về cái việc dịch ấy, đầu tiên là gì? Nếu mà những câu ngắn ấy, thì chúng ta có thể làm sao nhìn qua là chúng ta có thể dịch được rồi. Nhưng mà đối với những câu dài là các bạn phải xem cấu trúc nhé, phải xem cấu trúc. Câu tức là gì? Phải đến cái dấu chấm thì nó mới hết một câu này, đúng không? Vậy phải xem qua cấu trúc, xem là cấu trúc này nó có cái hay là cái câu này có cái cấu trúc gì đặc biệt hay không. Ở đây ví dụ như nhìn thấy từ tợ sự hâu này, đây là tợ sự hâu, nó là thuộc cấu trúc đấy, đúng không? Khi hoặc là trong khi, vậy chúng ta phải lộn trong khi dịch trước. Đấy, khi mà 20 tuổi thì làm sao? Trong khi 20 tuổi thì cùng bố tôi đến ở miền Nam. Đến miền Nam sinh sống và y chứ chú tăng sinh kiến. Và ở đến tận ngày nay. Đúng rồi. Nán phang khoa là cái gì? Tiếng. Tiếng miền Nam thì bà ấy có thể làm sao? Bây giờ? Thì bà đấy có thể hiểu một chút, nghe hiểu. Nhưng mà không biết nói một chút nào cả, tức là có thể nghe được giọng người miền Nam người ta nói, hiểu được nhưng mà không nói lại bằng giọng miền Nam được đấy, là như thế. Vậy mama làm sao đây, cho nên chọn đáp án nào? Nam phang rấn nhất, đúng không? Bú sư nam phang rấn, không phải là người miền Nam. Đáp án B sai ở đâu đây? Đáp án B nghĩa là gì? Quay xua nam phang khoa là biết nói tiếng miền Nam. Quay xua đúng không? Bà không biết nói, bà chỉ làm sao thinh tủng thôi, nghe hiểu được thôi. Để xem hiểu được. Trinh thiên ban nào là sang là hôm nay chuyển đến miền Nam. Các bạn hôm nay chuyển đến đâu không? Đúng không? Sứ xuây từ sứ hâu thay ý trinh ban tao nán phang lơ. 20 tuổi bà đã chuyển đến đấy rồi cơ, đúng không? Không phải là hôm nay nhá. Rồi, ok. Tiếp theo nào, sang sứ ơ, 32 nào. Chị Hòa đâu? Có đấy chưa? Đọc cho em xem nào. Ủa đấy à? Rồi thì bạn khác nào, xin mời ai giờ đây? Phương Hoa nào?
Lúc mà chúng ta còn nhỏ thì là khi mà tan học ấy thì thường ra ngoài để chơi trò chơi. Cái lúc mà chơi trò chơi thì là chơi trò chơi về vận động. Hiện tại thì bọn trẻ thì cũng chơi trò chơi nhưng mà chúng ngồi trong nhà, ngồi trước bàn máy tính mà và chơi điện tử ạ. Chưa nhá, rồi. Thế là anh đang muốn thể hiện cái sự khác biệt giữa hai cái thế hệ trẻ con. Bọn trẻ con ngày xưa thì là gì ạ? Tan học thì chúng ta sẽ đi ra ngoài chơi đúng không? Vẫn là chơi trò chơi nhưng mà các trò chơi ngày xưa là các trò chơi vận động. Thế còn bây giờ bọn trẻ bây giờ là gì? Cũng được gọi là chơi trò chơi nhưng là gì? Chơi game đúng không? Chơi game điện tử ấy ạ và chỉ ngồi trước máy tính thôi. Đấy, ý cái đoạn này là như thế, được chưa? Vậy xem trai tự hái tự chỉ quan sở không? Đáp án nào? B. B. Ừ, quán gì ạ? À, quán tên nào yếu xì. Quán tên nào yếu xì. Bọn trẻ con bây giờ nó chỉ chơi lên máy tính thôi, đúng không? Đó. Trang thứ sang nào, 33. Nào, chị Hà đâu? Đọc cho em xem nào. Trung của đấn xua. Chưa sư tạ số hâu. Tao, tao bía. Cháu. Đây là bía. Bía tao, bía cháu trí. Giao, giao tua, tráng chẳng. Tráng hảo lơ. Chiên chua, chai chua. Chai chua. Sáng hảo là chai chua. Cái câu này ngắn thử dịch xem nào. Đáp án A. Đáp án A. Trung Quốc đến chế tạo chua sư bu lấng cháo chí. Đáp án A rồi, dịch cho em đi ạ. Dịch cho em đi. Người Trung Quốc nói việc
Cô sư tạo sứ hậu, nhìn từ tạo sứ hậu chưa? Phải dịch tạo sứ hậu trước nhá. Nhớ bao giờ có tạo sứ hậu trong câu là phải dịch tạo sứ hậu đổi lên đầu. Khi, khi gì? Khi công việc, khi công việc, trong công việc. Cô sư là làm việc, nó dịch như động từ bình thường thôi. Ừ, khi trong lúc làm việc. Trong lúc làm việc thì họ đừng lo lắng. Mà phải gì? Phải nghĩ nhiều. Nghĩ xong rồi thì mới làm. Đấy, thấy chưa? Học tiếng Trung xong mới thấy là cái cách biểu đạt tiếng Việt của mình nó cứ bị làm sao đúng không? Nào, vậy thì dịch như nào cho xuôi thôi. Người Trung Quốc nói rằng là gì? Khi mà chúng ta làm việc thì đừng có quá là vội vàng mà phải làm sao tua xẻng xẻng, thì chúng ta không cần thiết phải dịch quá theo đúng kiểu quốc bài quốc. Thế là nghĩ nhiều phải dịch là gì? Nghĩ kỹ hoặc là gì? Phải suy nghĩ thật là nhiều lần cũng được đúng không? Thế mình thêm từ vào để làm sao cho cái câu của mình nó phù hợp với văn phong của tiếng Việt, hiểu ý chưa? À, nhưng mà vẫn đúng nghĩa nhá, vẫn đúng nghĩa. Nhưng mà nó phù hợp với văn phong của tiếng Việt là được đúng không? À, phải nghĩ suy nghĩ nhiều lần hay là phải suy nghĩ kỹ, nên dùng từ kỹ đi thì nó sẽ hay đúng không? Cứ không cần thiết phải dùng từ nhiều ở đây. Đấy, phải suy nghĩ nhiều lần hoặc là suy lâu dần. Ừ đấy, và suy nghĩ xong rồi hay suy nghĩ kỹ rồi thì hãy làm nhá. Nên dịch là suy nghĩ kỹ rồi thì hãy làm, được chưa? Đó, rồi, 34 nào, xin mời một bạn nào. Ai đây? Nào, chị Hoa đâu có đấy chưa? Đọc cho em xem nào. Của. Của gì? Ai của. Yêu yêu thích đấy, của ai lý yếu? Anh lý yếu, sĩ quan gì? Chẩu, đây là chẩu nán chấu bảy. Chẩu nán chấu bảy. Tức là đi, đi Bắc cả đi Nam đúng không? À, đúng rồi, cứ đọc hết đi đã, đọc hết đi đã, chốt dịch sau ạ. Tì y tư chi lý yếu của mải. Chơi, chơi phèn y. Chơi phèn y tờ. Vé tàu hỏa là cái gì? Của chưa theo in way na sứ hâu mấy hiểu mấy hiểu nam nam mơ tua chán xem trai của cứ ý hai chơ truy truy sở mơ cô truy sẵn truy tại địa phương đấy ạ. Nhá, truy sẵn truy tại địa phương. Châu sang hiểu, đen dự đi thú, nóng cao su của giống con chậu. À, rồi, sau nào, sau đọc lại nữa cho cô lại nhé. Sau đâu, trai mang. Thế bạn khác vậy nào, Chi? Ôi, đang bận một chút. Ờ, rồi, thế bạn khác vậy nào, xin mời chị Sâm nào. Của ai lười giấu, sĩ quan cháu nán cháu cháu bảy cháu bảy ti chư truy lười giấu của mày truy bán đi tờ của chữ peo in quay na na sứ hâu mấy dầu na na mơ tua chén sen trai của có gì hai chơ truy sẻng truy tờ đi đi phang chơ sang dầu đen trừ đi thú nắng cao su ngõ trần mơ chậu ngõ sen trai mấy dầu nam mơ tua chén sĩ quan chua của chơ có gì khai chơ nửi dấu. Như vậy giúp của đáp án gì ạ? Hello. C. Nè, bạn dịch cho cô nhá. Chi dịch đi xem nào. À, Chi đang bận đúng không? Thì bạn khác nào? Ai dịch đây? Nào, chị Nga đâu? Chị Nga thử dịch cho em xem nào. Tôi rất là thích đi du lịch. Tôi thích đi Nam, đi Bắc. Lần đi du lịch, lần đầu tiên đi du lịch, tôi mua được một vé tàu. Rẻ nhất bởi vì thời gian đấy hoặc là thời điểm đó thì không có gì, không có nhiều tiền. Bây giờ
tôi có thể lái xe muốn đi đâu. À đây này, muốn đi. Cái từ là truy là động từ đi rồi nhá. Cái tân ngữ ở đây là gì? Xiảng truy tự ti phang, đây là một cụm danh từ này. Như vậy xiảng truy tự ti phang là dịch ti phang trước, xong mới lộn ngược lại dịch. À như vậy xiảng truy là muốn đi, ti phang là nơi, vậy sẽ dịch như nào? Bây giờ thì tôi có thể gì? Lái xe đi đến những nơi mà muốn đến, có hiểu ý không? Đấy nhá, vì vậy mình dịch ngược lại như thế thì nó sẽ xuôi, được chưa? Trên xe thì bây giờ có cái gì rồi? Trên xe bây giờ đã có bản đồ điện tử, có thể nói cho tôi biết đi như thế nào. Đó, ok, đã hiểu ý đoạn này chưa? Như vậy của trên trai làm sao đây? Đáp án gì nhỉ? C đúng không? Khứa ý. Hay chưa? Hay chưa? À, bây giờ có thể lái xe, tự lái xe đi du lịch được rồi, đúng không? Tiếp, bạn cuối cùng nào? Xin mời một bạn nhé. Ai đây? Khiêm. Nam Phương, tôi đi qua nhiều lần, nhưng mà chỉ một lần, chỉ một lần mà tôi chưa đi. Tôi nói qua nhiều lần, mình năm nay đi đi, nhưng mà vì công việc bận, từ từ đến giờ cũng không đi. Anh ấy đi, tôi thấy rất xin lỗi. Chỉ một lần. Okay, Fanny, xin chào, xin chào. Miền Nam tôi từng đi rất nhiều lần nhưng ở đây có từ chi chưa một vợ nhé, à chi sự này, đấy là vợ ạ. Vợ. Chưa một lần chưa gì, nhưng một lần cũng chưa dẫn vợ đi. Nhưng mà vợ tôi thì chưa đi lần nào cả. Mình nói nôm na như vậy thôi. Miền Nam thì tôi đã từng đi rất nhiều lần nhưng mà vợ tôi thì chưa từng đi lần nào cả. Và tôi đã tôi từng nói rất nhiều lần là năm sau sẽ dẫn cô ấy đi, năm sau dẫn cô ấy đi. Nhưng bởi vì công việc bận cứ đến là đến tận bây giờ thì vẫn cho đến tận bây giờ thì vẫn chưa dẫn cô ấy đi. Tôi cảm thấy rất có lỗi với vợ. Với vợ. Đúng rồi. Như vậy chi sự làm sao đây? Đáp án nào? Chi sự mấy chi cua nán phang. B đúng không? Đấy nhá. Ok. Chưa. Nào đúng hết không? Cái này dễ mà. Đúng hết quá. Không đúng hết bài này không? Bài này thì đúng hết nhưng mà nghe thì không đúng hết quá. Rồi nhá. Thế có phải tra từ không? Quan trọng là khi chúng ta làm thì nó có tra không? Không tra. Đấy. Đầu tiên này các bạn có thể là gì? Đầu tiên lần lượt đầu tiên các bạn làm các bạn không tra. Các bạn chỉ gạch những cái chỗ nào mà các bạn thấy nó là từ mới thôi. Nhưng mà đừng tra đã, hiểu không? Để chúng ta chọn đáp án đã nhá. Sau đó là gì? Sau khi làm hết một lượt rồi, chưa tra từ mụng ấy, bắt đầu các bạn mới làm sao quay trở lại tra các cái từ mà chúng ta chưa biết. Và sau đó bắt đầu làm sao dịch. Đấy, thì đấy là cái quy trình chúng ta làm như vậy nhá. Tức là đầu tiên là làm một lượt trước đã, chưa tra bất cứ một cái gì cả, đúng không? Để theo kiểu làm theo bản năng của chúng ta. Sau đó là gì? Gạch chân những cái chữ mà chúng ta chưa biết, những từ mới. Bắt đầu lúc đấy lượt thứ hai bắt đầu mới là gì? Quay trở lại tra những cái từ, tra cứu từ chúng ta chưa biết và sau đó là gì? Dịch nhá. Và nhớ là phải có bước dịch cuối cùng nữa và đấy là mới là cái bước gọi là kết quả cuối cùng, đúng không? Phải hiểu được nhá, phải hiểu được thì mới được. Đấy. 36 nào. Cái bài từ cái câu mà sắp xếp này, muốn sắp xếp được thì ngữ pháp của chúng ta phải cực kỳ chắc. Bạn này cứ tưởng dễ thôi nhưng mà các bạn gần như không ở điểm viết được đảm tối đa luôn nhá. Toàn bị sai thôi, toàn bị sai bởi vì sắp xếp nó không đúng, nó không đúng. 36 nào, sắp xếp như thế nào đây? Nào, Phương Hoa làm cô 36 nào. Trang viên lị. Y cương nhân bao. Yeah, mấy hiểu ạ. Đây, đúng rồi, tức là gì? Trong cửa hàng thì gì đấy? Trong cửa hàng thì một cái bánh mì cũng không có, không có một cái bánh mì nào. Rồi, ok. Tiếp chi nào, Hưng? Em cô là ủa, hai mấy sáng hảo chứ sẵn mơ. Đúng rồi, nghĩa là sao? Nghĩa là tôi vẫn chưa nghĩ là ăn cái gì ạ. Rồi, sáng thứ ba nào, xin mời Ngân. Chi nhắn y tiếng xuể tô mấy xe. Nhá, chi nhắn đúng không? Gì nữa ạ? Y tiếng xuể tô mấy xe, nghĩa là sao nhỉ? Năm nay thì không có tuyết rơi. Rồi, ý là chưa thấy rơi một chút tuyết nào cả, đúng không? 39 nào, cho thấy chiều xuể ạ, chị Thúy. Chinh thên sao mà
Mỹ à, eBay eBay cafe về Mỹ hơ. Rồi ạ nhá. Cái chữ ủa với chữ chiên thiên sao ủ thì chúng ta có thể đổi chỗ cho nhau được nhá, bởi vì thời gian thì có thể đứng trước hoặc sau chủ ngữ đều được. Đấy. Có thể nói là chiên thiên sao ủ ủa hoặc là ủa chiên thiên sao ủ cũng được. Rồi những cái vế đằng sau thì không sắp xếp lộn được đúng không? Hôm nay chiều hôm nay thì tôi làm sao đây? Chiều hôm nay thì tôi một cốc cà phê cũng không uống. Ừ đúng rồi, chưa uống một cốc cà phê nào cả đúng không? Đó. 40 nào, xin mời một bạn nào, xin nhờ ai đây? Chi nào, làm nốt câu 40 cho cô, xong chưa? Bạn không chưa? Dạ rồi ạ. Ừ. À. Nỉ. Ừ. Nỉ xỉ. Nỉ xỉ. Nỉ xỉ xuế của hảo lâm ạ. Thường là hảo phải đi liền với động từ nhé các bạn nhé. Bổ ngữ kết quả là không bao giờ được tách liền động từ cả. Nhá, động từ là phải đứng liền với bổ ngữ kết quả luôn. Như vậy phải nói là nỉ xí hảo. Đấy. Xuế của lâm ạ. Nỉ xí hảo. Xuế của. Hoặc các bạn có thể xem xét như này cũng được này, xuế của có thể đưa lên đầu cũng được, xuế của nỉ xí hảo lơ ma cũng được nhá. Đấy, nhưng mà ý ở đây là gì, cái từ hảo với từ xỉ là phải đi liền với nhau. Đấy, nếu các bạn muốn nhấn mạnh xuế của, các bạn có thể đưa xuế của lên đầu cũng được, xuế của nỉ xí hảo lơ ma tức là hoa quả bạn đã rửa xong chưa thì cũng được, nhưng mà thường là sẽ đưa về đằng sau làm tân ngữ thì sẽ thuận với cả câu của tiếng Trung hơn đúng không, nỉ xí hảo xuế của lơ ma được chưa. Đấy nhá. Đó, ok, đấy là bài sắp xếp đúng không, bài này có ai sai không? Có. Ừ đấy, có cô ạ. Ừ, mấy quan trọng đúng không? Rồi, ok, thế nhá. Thế thì tạm thời hôm nay chúng ta học đến đây nhá, được chưa? Đấy, còn cái phần dưới thì thôi, cái bài bên dưới chúng ta không cần phải làm đâu. Đấy, ý thi chủ yếu là cái dạng này thôi. Rồi, hôm nay nghỉ đây cho nhá. Chào chen. Chào chen. Chào chen.